Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 13 của bộ truyện Mục Tổng, Cưng Chiều Mình Em. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 13. Kiều Mạn không phải là người có thù không báo, nhưng một số việc phải có nhân quả. Cô đã dùng mạng của mình trả lại rồi. Nếu như Hàn Tú Viện tái phạm, cô nhất định sẽ không buông tha cho cô ta. Chồng à, lần này anh có thể nghe em một lần được không? Dù sao anh cũng có hôn ước với cô ta trước. Việc gì cũng phải làm theo nguyên tắc, ai đến trước được trước, đúng không? Dù sao thì cô ta cũng chỉ là quá thích anh mà thôi. Nếu sau này cô ta còn tiếp tục hãm hại người khác, em hứa là sẽ không ngăn cản anh nữa. Hứa với em, lần này buông tha cho cô ta đi. Ông xã, xin anh. Cô làm nũng với người đàn ông muốn khiến anh rút lại ý định giết người. Em nên biết, chuyện mà anh đã quyết định không ai có thể thay đổi. Mục Bắc Thừa không vì vợ van xin làm nũng mà thay đổi ý định. Quan trọng nhất là anh sẽ không bao giờ buông tha cho bất cứ kẻ nào có thể làm tổn thương đến vợ mình nữa. Bất kể đối phương là ai, thậm chí cả người thân ruột thịt của anh cũng không tha. Em không phải người khác, em là vợ anh. Kiều Mạn nói xong liền dựa vào ngực anh. Ánh mắt âm hiểm hung ác của anh trở nên ôn hòa, giọng nói vẫn lạnh lẽo bức người như trước. Không phải em sợ đến ngốc luôn rồi đấy chứ? Hàn Tú Viện mấy lần muốn giết em, giữ lại người như vậy chỉ rước lấy nguy hiểm cho em. Trong vấn đề này anh không muốn nhượng bộ. Kiều Mạn rời khỏi vòng tay của anh, nhìn vẻ mặt không vui của anh. Hơn bao giờ hết cô biết Hàn Tú Viện muốn lấy mạng cô. Tuy nhiên cô muốn cho đối phương một cơ hội để hối cải. Nếu cô ta không quay đầu là bờ, vậy cô sẽ không để mặc người phụ nữ đó nữa. Cô chăm chú nhìn người đàn ông, lộ ra vẻ mặt cực kỳ kiên định, hỏi Mục Bắc Thừa. Anh nói em không làm gì sai, đều là lỗi của Hàn Tú Viện. Vậy em hỏi anh có dám nói trước khi gặp em, anh cũng từng có ý nghĩ muốn giải trừ hôn ước với Hàn Tú Viện không? Câu hỏi nghiêm túc và sắc bén ném ra như đạn đại bác. Mục Bắc Thừa lập tức câm lặng trước câu hỏi của vợ. Không thể không thừa nhận, trước khi gặp Kiều Mạn, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc hủy bỏ hôn ước với Hàn Tú Viện. Trước khi Kiều Mạn xuất hiện trong cuộc đời anh thực sự cảm thấy lấy ai cũng như nhau. Cô nhìn dáng vẻ im lặng của Mục Bắc Thừa, mỉm cười nói. Sự im lặng của anh đã nói cho em biết câu trả lời của anh rồi. Hàn Tú Viện vì anh mà nỗ lực hơn 20 năm rồi. Cô ta muốn trở nên xuất sắc chính là vì gả cho anh. Còn em thì sao? Em đã làm tan vỡ giấc mơ mà cô ta dệt nên hơn 20 năm, cho nên có thể hiểu cho những gì cô ta đã làm với em. Và lại không phải là em còn sống rất tốt sao? Chỉ bị một chút vết thương ngoài da mà thôi. Còn thứ cô ta tổn thương là một trái tim khó có thể lành lại. Lời nói của cô mỗi câu đều có trọng lượng, rơi vào trong lòng Mục Bắc Thừa, khiến anh lần đầu tiên nếm trải cảm giác vô lực phản bác. Dù vậy anh vẫn muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị Kiều Mạn giành trước một bước. Ông xã, anh không cần trừng phạt Hàn Tú Viện. Mặc dù cô ta đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ, nhưng ở trong chuyện này cả anh và em đều không thể trốn tránh trách nhiệm. Anh đã đi đăng ký kết hôn với em, chúng ta coi như chuộc tội rồi. Nếu như lần sau cô ta còn phạm lỗi, em cam đoan sẽ không cầu xin thay cho cô ta, sẽ mặc cho anh xử lý. Nghe vậy Mục Bắc Thừa khẽ nhướng mày, cố gắng kìm nén cảm xúc. Đã như vậy, chờ sau khi xuất viện thì chúng ta sẽ chụp ảnh cưới, sau đó nói cho Hàn Tú Viện biết về chuyện chúng ta đã đăng ký kết hôn. Em có làm được không? Kiều Mạn nghe vậy thì trợn to hai mắt. Chuyện chụp ảnh cưới bọn họ đã sớm bàn bạc xong rồi, nhưng để cô nói với Hàn Tú Viện cô và Mục Bắc Thừa đã đăng ký thì với cô mà nói thực sự có hơi khó. Cô mím môi hứa. Biết rồi, em sẽ làm theo lời anh. Mục Bắc Thừa nghe vậy cuối cùng cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Anh đi mua chút đồ ăn cho em. Kiều Mạn gật đầu nhìn anh đi ra khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh rộng lớn, nhất thời chỉ còn lại một mình cô. Cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Phần còn lại phụ thuộc vào sự lựa chọn và tạo hóa của chính Hàn Tú Viện. Kiều Mạn nhìn chằm chằm trần nhà, trong lòng không hiểu sao thấy có chút chua xót. Cô chợt nghĩ tới điều gì đó, với tay lấy chiếc điện thoại di động bên cạnh gối. Đối với người đã nhiều lần cứu mạng cô không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, Phạm Hữu Thần đang quay phim trong điểm, nhận được điện thoại của Kiều Mạn thì có chút bất ngờ. Anh ta tránh khỏi chuyên gia trang điểm, nhận máy.
Sống lại rồi, có suy nghĩ gì không? Không cần hỏi, Mục Bắc Thừa nhất định đã ra ngoài mua đồ ăn cho cô. Còn biết gọi điện thoại cho tôi nữa, coi như là cô có lương tâm. Nếu như muốn nói cảm ơn tôi thì thôi đi. Không phải cô nên lấy thân báo đáp để báo đáp sao? Kiều Mạn còn chưa kịp nói một lời nào đã biểu loạt lời nói của Phạm Hữu Thần làm cho không biết phải nói cái gì. Anh ta không đùa thì chết à? Thấy cô im lặng hồi lâu, Phạm Hữu Thần tiếp tục nói đùa. Trong thời gian ngắn nữa cô sẽ trở thành vợ của Phạm Hữu Thần tôi. Kiều Mạn định nói chuyện mình đã đăng ký kết hôn với Mục Bắc Thừa. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Nếu tiếp tục giấu Phạm Hữu Thần, cô sẽ cảm thấy không được tốt cho lắm. Mặc dù trước đó bọn họ đã ký hợp đồng, nhưng ngoại trừ kết hôn sinh con cho anh ta, cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì khác. Phạm Hữu Thần hơi mím môi nói. Có chuyện gì? Chờ cô thi được hạng nhất rồi nói với tôi cũng không muộn. Tháng sau cuộc thi mới bắt đầu, Kiều Mạn thản nhiên nói. Anh ta lộ ra nụ cười không hay xuất hiện. Cuộc thi diễn ra trước thời hạn. Mà đúng rồi, vết thương của cô còn đau không? Tôi đã bảo Đường Tuyết Ninh tiêm cho cô loại thuốc giảm đau tốt nhất. Kiều Mạn cảm kích nói. Không đau nữa, cảm ơn anh. Phạm Hữu Thần cau mày nói. Đừng nói mấy lời cảm ơn với tôi, như thế sẽ chỉ khiến chúng ta xa lạ hơn mà thôi. Đừng quên chúng ta là người một nhà, chăm sóc cho cô là trách nhiệm của tôi. Lời nói của anh ta cực kỳ nghiêm túc. Tay cầm điện thoại của Kiều Mạn vô thức siết chặt. Cô nói, Phạm Hữu Thần, thực ra tôi nghĩ anh nên tìm một người phụ nữ tốt hơn tôi mà kết hôn sinh con. Với lại Mục Bắc Thư và tôi đã... Cô còn chưa nói hết lời, Phạm Hữu Thần đã ngắt lời cô. Kiều Mạn, đừng cảm thấy áp lực. Tôi đã biết từ đầu đến cuối chuyện giữa cô và Mục Bắc Thừa rồi. Đó không phải là lỗi của cô, chỉ do Mục Bắc Thừa quá đáng mà thôi. Tôi sẽ đưa cô ra khỏi tầm kiểm soát của anh ta càng sớm càng tốt. Bây giờ cô đừng nghĩ ngợi gì nữa, tập trung cho cuộc thi thiết kế thời trang phục Kim Mộng tuần sau đi. Cô phải giành được vị trí đầu tiên. Chỉ có như thế thì cô mới có thể hoàn toàn rời khỏi Mục Bắc Thừa. Tuần tới, cuộc thi thiết kế thời trang Kim Mộng. Hai mắt Kiều Mạn sáng lên, tuần sau cô nhất định có thể khôi phục. Cô hỏi lại xác nhận. Tuần sau? Chỉ còn mấy ngày? Mặc dù cách một cái điện thoại di động, nhưng Phạm Hữu Thần ở đầu dây bên kia vẫn có thể nghe thấy sự phấn khích của cô gái. Chẳng lẽ cô nóng lòng muốn rời khỏi Mục Bắc Thừa sao? Có vẻ như cô cũng không thích Mục Bắc Thừa. Tôi sẽ không để cô chiến đấu một mình đâu. Lời nói của người đàn ông ngay lập tức sưởi ấm trái tim cô. Nhưng điều này rất nhanh khiến cô cảm thấy áy náy. Dù sao cô cũng không thể đối mặt với hợp đồng với anh ta được nữa. Phạm Hữu Thần nhất quyết cưới cô chỉ vì anh ta muốn có một đứa con, chờ cô giành được hạng đầu. Cô có thể đưa cho anh ta tất cả số tiền thưởng để đền bù. Cô suy nghĩ, tâm trạng trong nháy mắt tốt lên rất nhiều. Được, tôi nhất định sẽ không để cho anh thất vọng. Sau khi cuộc thi kết thúc, cô sẽ nói thẳng mọi chuyện với Phạm Hữu Thần. Phạm Hữu Thần mỉm cười. Không nói chuyện nữa, tôi phải đi quay phim rồi. Kết thúc cuộc gọi, tâm trạng Kiều Mạn rất tốt. Nửa giờ sau, Mục Bắc Thừa bưng hộp cơm trở về. Cô cười nói, anh về rồi. Anh chậm rãi đi đến bên giường bệnh, đặt hộp cơm lên tủ đầu giường. Có chuyện gì sao? Nhìn em cười tươi thế này, nhất định là có chuyện tốt. Khi anh đi, tâm trạng cô không được vui cho lắm. Kiều Mạn nghe vậy cười cười, trả lời, cuộc thi thiết kế thời trang Kim Mộng tổ chức trước thời hạn, cuối tuần là có thể tham gia rồi. Em hy vọng mình có thể giành được hạng đầu. Khi đó sức khỏe của em cũng đã khôi phục, có thể chuyên tâm làm việc. Nhớ kỹ, anh đã hứa với em là không tính toán với Hàn Tú Viện. Anh không thể làm trái lời hứa đâu đấy. Khi nói lời này, cô đã từ từ ngồi dậy. Hiện tại cô không thể nói với Mục Bắc Thừa về chuyện cô và Phạm Hữu Thần. Sau khi cuộc thi kết thúc, cô sẽ nói cho anh biết mọi chuyện giữa cô và Phạm Hữu Thần. Mục Bắc Thừa không nghi ngờ lời nói của vợ mình, bởi vì anh đã lắng nghe được điểm mấu chốt, giành được hạng nhất. Nếu như anh nhớ không lầm, đoạt được hạng nhất không chỉ có được danh lợi, còn có cơ hội du học. Chết tiệt, không phải cô muốn sống xa anh đấy chứ? Trong lòng anh không khỏi tính toán, nhất định phải làm cho cô mang thai càng sớm càng tốt. Chỉ có như vậy cô mới không thể rời đi. Để không ảnh hưởng đến tâm trạng của Kiều Mạn, anh chỉ đáp lại một tiếng, sau đó đặt bàn ăn nhỏ ra. Nhân lúc còn nóng thì mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon. Thấy Mục Bắc Thừa không có suy nghĩ lung tung, Kiều Mạn cầm đũa chuẩn bị ăn.
Món ăn phong phú, các món bồi bổ cơ thể bày ra trước mặt cô, chủ yếu là món ăn nhẹ. Mục Bắc Thừa thản nhiên nói. Trong thời gian vết thương đang hồi phục cần kiêng ăn cay. Những món này đều là do chuyên gia dinh dưỡng nấu, tuyệt đối đáp ứng tiêu chuẩn ăn kiêng do bác sĩ chỉ định. Động tác ăn cơm của Kiều Mạn dừng lại, trong tim đầy áp tình ý. Ai có thể nghĩ rằng Mục Bắc Thừa bá đạo lại quan tâm đến những chuyện vặt vãnh như vậy, có thể săn sóc người khác tỉ mỉ được như vậy. Anh đúng là một người chồng tuyệt vời. Cô sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh đến hết đời, sẽ không đẩy anh đến với bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Mặc dù họ đã kết hôn, nhưng hợp đồng mà cô đã ký với Phạm Hữu Thần buộc cô phải giấu anh. Tuy nhiên khi cuộc thi kết thúc, cô sẽ xử lý tốt chuyện này. Bữa ăn thịnh soạn khiến Kiều Mạn no nê. Cô đặt bát đĩa xuống, Mục Bác Thừa dọn dẹp. Tư thái của người đàn ông đỉnh cao phục vụ cô thật thoải mái. Mục Bác Thừa vừa thu dọn đồ đạc xong thì có tiếng gõ cửa. Vào đi, Mục Bác Thừa lạnh lùng nói. Một cô bé chừng 5-6 tuổi ôm con gấu bông bước vào phòng bệnh. Cô bé cười với Mục Bác Thừa, đi đến bên giường, ngừng cái đầu nhỏ nhìn Kiều Mạn đang ngồi trên giường, hỏi rõ ràng từng chữ. Ngài Mục, đây là vợ của chú sao? Giọng nói của cô bé mang theo âm thanh lo li. Ừ. Từ giờ trở đi cô sẽ ở bên cạnh cô ấy. Hiện tại bôi thuốc cho cô ấy đi, Mục Bác Thừa nhàn nhạt nói. Eva cầm lấy điều khiển từ xa bên cạnh gối, kéo rèm cửa lại, sau đó đặt cặp sách gấu bông màu nâu xuống, lấy từ bên trong ra một vật hình vỏ sò. Sau đó cô bé nhanh nhẹn nhảy lên giường, cười đáng yêu với Kiều Mạn. Chị gái nhỏ, em tên là Eva. Chị đừng căng thẳng, em bôi thuốc cho chị sẽ không đau đâu. Kiều Mạn nhìn cô bé gậy đáng yêu gật gật đầu. Trước kia không phải cô đã bôi thuốc rồi sao? Nghĩ tới đây, trong mắt cô hiện lên sự nghi hoặc. Cô quay đầu nhìn Mục Bắc Thừa. Không phải em đã... Cô còn chưa nói hết câu đã bị Mục Bắc Thừa cắt ngang nói. Thuốc em dùng anh rất lo, ngoan ngoãn đi. Ngày mai oa oa sẽ khiến em khỏi bệnh. Lời nói của anh khiến Kiều Mạn nghi hoặc. Một đứa trẻ sao có thể làm được? Mặc dù nữ bác sĩ nói mọi chuyện vẫn ổn, nhưng anh vẫn lo lắng nên đã gọi điện quốc tế và nhờ sát thủ hàng đầu Eva đến đây. Một mặt giúp vợ anh hồi phục càng sớm càng tốt, mặt khác là để chịu trách nhiệm về sự an toàn của cô. Buông tha cho Hàn Tú Viện chẳng khác nào thả hổ về rừng, để lại phiền phức cho mình. Trong lòng Kiều Mạn biết Phạm Hữu Thần đã cho cô loại thuốc giảm đau tốt nhất, vì vậy chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Eva mở chiếc vỏ sò trên tay ra và nói với Kiều Mạn. Chị gái nhỏ, chị muốn tự mình cởi quần áo hay để em giúp chị? Kiều Mạn không quen bị người ta cởi quần áo, dù là một đứa trẻ, cô vội vàng nói. Không cần, chị tự cởi được. Nói xong, cô bắt đầu cúi đầu cởi cúc áo. Chợt ý thức được điều gì, ngẩng đầu nhìn thì thấy Mục Bắc Thừa vẫn đứng ở cuối giường, không có ý định rời đi. Cô theo bản năng dừng động tác cởi cúc áo, hỏi. Em cởi quần áo, anh có thể tránh đi một lát được không? Mục Bắc Thừa khẽ nhếch môi mỏng, nhắc nhở. Em là vợ của anh, em không sợ bị người ngoài nhìn thấy. Anh là người đàn ông của em thì sao phải thẹn thùng? Cũng không phải là chưa từng thấy mà. Mỗi câu mỗi chữ đều lộ ra sự mờ ám, khiến người ta có cảm giác như vừa ăn một ngụm lớn thức ăn cho chó. Eva không nhịn được cười ra tiếng. Thật hiếm thấy ngài Mục cũng có khiếu hài hước. Cô bé lại đưa mắt nhìn Kiều Mạn, tiếp tục nói. Chị gái nhỏ, chị gả cho ngài Mục nhất định là quyết định đúng đắn nhất trong đời. Kiều Mạn bị lời nói của Eva làm cho giờ khóc giờ cười. Trẻ con bây giờ cái gì cũng hiểu biết. Sau đó cô chỉ có thể tiếp tục cởi cúc áo, nhanh chóng cởi áo bệnh nhân ra. Sau đó cởi bỏ băng gạc trắng trên người, khắp nơi đều là vết thương dày đặc, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Các vết thương sâu cạn không giống nhau, rất nghiêm trọng. Mục Bắc Thừa nhìn thấy mà trái tim đau nhói không thôi, chỉ muốn bóp chết Hàn Tú Viện ngay lập tức. Eva nhìn rồi nói. Chị gái nhỏ, vết thương của chị tương đối nghiêm trọng, nhưng mà không sao, có thuốc mỡ của em đảm bảo ngày mai chị sẽ lột ra. Kiều Mạn nghe vậy lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lột ra? Bôi thuốc mỡ của em, vết thương của chị ngày mai sẽ bong ra, da rẻ sẽ trở lại bình thường. Eva dùng bàn tay nhỏ bé của mình nhẹ nhàng bôi lên vết thương cho Kiều Mạn. Mục Bắc Thừa không nói gì, xoay người rời đi phòng bệnh. Anh không thể nhìn nổi những vết sẹo trên cơ thể cô gái nhỏ. Nếu nhìn thêm nhiều một giây nữa,
Chỉ sợ anh sẽ không khống chế được mà xử lý chết Hàn Tú Viện. Nhưng anh đã hứa với Kiều Mạn lần này sẽ buông tha cho Hàn Tú Viện. Kiều Mạn nhìn bóng lưng Mục Bác Thừa rời đi, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Vừa rồi anh còn mặt dày mày dạn không chịu đi, sao bây giờ lại rời đi? Eva tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại biết rất nhiều chuyện. Trong mắt người ngoài, Mục Bác Thừa là một người thất thường, nhưng ở trong mắt cô bé, đó là biểu hiện đau lòng. Nhẹ nhàng dùng bàn tay mềm mại bôi thuốc mỡ cho Kiều Mạn, Eva dặn dò: "Cô Kiều, chị đừng để dính nước, ngày mai chị sẽ khỏi bệnh." Trong mắt Kiều Mạn, đứa trẻ hệt như một bà cụ non. Kiều Mạn trả lời: "Được, cảm ơn Eva." Eva mỉm cười dễ thương, sau đó tiếp tục thoa thuốc cho cô. Có nhiều vết thương đến mức bôi thuốc cũng mất nửa tiếng đồng hồ. Sau khi Kiều Mạn bôi thuốc xong, cô lập tức nằm xuống giường. Eva nhảy xuống giường, nói: "Chị gái nhỏ, chị cầm thuốc mỡ này đi, đề phòng bất cứ tình huống nào." Kiều Mạn gật đầu, nhận lấy rồi cảm ơn. Eva đeo cặp sách gấu bông lên lưng, nói với Kiều Mạn: "Chị gái nhỏ, em đi ra ngoài mua cốc trà sữa, lát nữa sẽ quay lại với chị." Về việc này, cô chỉ có thể gật đầu. Mặc dù không hiểu tại sao Mục Bác Thừa lại muốn để một đứa trẻ ở bên cạnh mình, nhưng Eva vẫn rất đáng yêu. Vì vậy Eva rời khỏi phòng bệnh, nhìn thoáng qua đã thấy Mục Bác Thừa đang đứng trên hành lang. Eva chớp chớp đôi mắt to tròn và đi về phía người đàn ông. Trong mắt cô bé, Mục Bác Thừa là người gặp phải ám sát cũng không hoảng loạn, thậm chí cũng có khi mềm lòng. Xem ra chị gái nhỏ thực sự là điểm yếu của anh. Cô bé hỏi: "Ngài Mục, ngài đang nghĩ gì vậy?" Nghe vậy, Mục Bác Thừa cúi đầu nhìn Eva, ánh mắt thâm thúy trầm xuống. "Vết thương của cô ấy không sao chứ?" Dù biết không có chuyện gì Eva không làm được, nhưng anh vẫn không yên lòng mà hỏi. Eva cười đáng yêu, giơ tay vỗ vỗ đôi chân thon dài của Mục Bác Thừa, nhàn nhạt nói: "Vết thương của chị gái nhỏ ngày mai sẽ khỏi hẳn." "À đúng rồi, không phải là ngài muốn dẫn chị ấy đi chụp ảnh cưới sao?" Nghe vậy, Mục Bác Thừa cuối cùng cũng yên tâm. Thấy anh hồi lâu không trả lời, Eva ngạc nhiên hỏi: "Sao? Kế hoạch thay đổi rồi? Không chụp ảnh cưới nữa à?" Mục Bác Thừa thu hồi suy nghĩ, đáp: "Nếu ngày mai vết thương của cô ấy hồi phục, tôi sẽ đưa cô ấy đi chụp ảnh cưới." "Được, ngày mai tôi sẽ ăn mặc thật dễ thương." "Được rồi, nhớ chuyển cho tôi 30 triệu nhé. Đi đây." Eva nói xong liền vẫy tay với Mục Bác Thừa rồi rời đi. Mục Bác Thừa quay đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh, lần nữa cảm thấy phiền não ập đến. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình bất lực. Cùng lúc đó, Kiều Mạn ở trong phòng bệnh cảm thấy vết thương hơi lạnh, cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vừa cảm thấy dễ chịu thì cơn buồn ngủ ập đến, cô bất giác chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ rất ngon lành, không hề mơ mộng gì. Kiều Mạn bị một nụ hôn đánh thức. "Xin lỗi." Đây là những lời cô nghe được khi mở mắt. Kiều Mạn nhìn người đàn ông đẹp trai gần trong gang tấc, ánh mắt của Mục Bác Thừa quyến rũ và sáng như sao. Cô còn chưa kịp nói chuyện, người đàn ông đã ngồi thẳng dậy, hỏi: "Đã gần 7 giờ rồi, em muốn ăn gì?" Kiều Mạn theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trời đã tối. "Mục Bác Thừa, anh có chuyện gì muốn nói với em sao?" Cô do dự nhìn anh nhưng vẫn hỏi. Mục Bác Thừa nhìn cô gái nhỏ. "Đều là lỗi của anh. Nếu như không phải tại anh, Hàn Tú Viện làm sao có thể hại em thương tích đầy mình. Anh nghĩ kỹ rồi, anh nên nói xin lỗi với em." Thật ra cô cũng không trách bất kỳ ai, dù sao chuyện xảy ra đều có nguyên nhân. Chuyện này coi như cô và Hàn Tú Viện hòa nhau. Thấy người đàn ông nói lời xin lỗi với mình, Kiều Mạn vòng tay ôm cổ anh. "Em chưa bao giờ trách anh cả, bởi vì anh xứng đáng với cái giá mà em phải trả." Lời nói của cô tức thì chạm đến trái tim anh. "Sau này sẽ không như vậy nữa." "Đúng rồi, ngày mai chúng ta đi chụp ảnh cưới." Kiều Mạn nghe vậy buông lỏng hai tay ôm cổ ra, nghiêm túc hỏi: "Anh nghiêm túc đấy chứ?" "Ừ." "Vậy nghe theo sắp xếp của anh, em có chuyện muốn bàn với anh. Em nghĩ chờ em giành được giải nhất, em muốn ra nước ngoài học tiếp, sau đó chúng ta mới đăng ký kết hôn. Kế hoạch đương nhiên sẽ thay đổi. Nếu em giành được hạng nhất rồi, anh đi với em có được không? Trong công ty có bác trai và một cảnh liên, nếu có chuyện gì đặc biệt xảy ra, anh có thể bay về để giải quyết." Trước khi đi ngủ, cô đã suy nghĩ cẩn thận.
Làm việc không thể làm nửa chừng. Nếu Mục Bắc Thừa thực sự yêu cô chắc cũng không phản đối. Đây là những gì Kiều Mạn suy nghĩ. Mục Bắc Thừa không bao giờ ngờ rằng chuyện cô gái nhỏ muốn thảo luận với anh lại là đi du học. Vốn tưởng rằng cô sẽ tiền trảm hậu tấu, sẽ không thảo luận với anh. Anh cười với cô. Anh hứa với em, khi em giành được hạng nhất, anh sẽ cùng em ra nước ngoài. Kiều Mạn nghe vậy kích động ôm lấy anh lần nữa. Dạ, em biết anh sẽ đồng ý với em mà. Vẻ mặt hạnh phúc của cô gái nhỏ khiến anh cảm thấy rất đáng yêu. Anh nắm lấy vai cô, hỏi: Bữa tối em muốn ăn gì? Kiều Mạn suy nghĩ một chút. Anh mua cái gì thì em ăn cái đó. Mục Bắc Thừa gãi mũi cô một cái, cưng chiều nói: Nếu có thể ngoan ngoãn mãi như vậy thì anh không cần phải lo lắng rồi. Kiều Mạn buông tay, dựa vào trên vai anh. Em vẫn luôn rất nghe lời mà, được không? Thật không? Nghe lời ở chỗ nào? Sao anh không phát hiện ra nhỉ? Em nói nghe xem. Mục Bắc Thừa áp sát lại gần cô, chờ đợi câu trả lời của cô. Anh mau đi mua bữa tối đi, nhân tiện nhớ mua cho em một bộ quần áo. Em đột nhiên có thứ rất muốn ăn. Khi Eva đưa thuốc cho cô, chỉ nói không được chạm vào nước, không nhắc phải ăn kiêng. Mục Bắc Thừa kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ đang sáng ngời hai mắt, không biết vì sao trong lòng lại có dự cảm không tốt. Em muốn ăn gì? Anh hỏi. Kiều Mạn ghé sát vào tai anh lẩm bẩm: Bún ốc và sầu riêng. Lời nói của cô lập tức khiến anh nhíu mày. Được, đợi anh. Nói xong, anh hôn cô rồi đứng dậy rời đi. Anh biết sức mạnh của sầu riêng, nhưng không biết thứ bún ốc kia là cái quái gì. Sau khi nhìn anh rời khỏi phòng bệnh, Kiều Mạn nở một nụ cười vô cùng đắc ý. Đột nhiên, cô rất biết ơn Hàn Tú Viện. Cô coi như là vì người phụ nữ kia mà nhân họa được phúc. 20 phút sau, Mục Bắc Thừa mua về bún ốc nhãn hiệu mà Kiều Mạn muốn, còn có một quả sầu riêng ruột vàng cực lớn. Ngoài ra còn có 3 bộ quần áo với các kiểu dáng, kích cỡ khác nhau, rất vừa vặn. Anh biết rõ kích cỡ của cô. Chăm sóc cô xong, Mục Bắc Thừa rửa tay, bắt đầu pha bún ốc cho cô. Khi mùi bún ốc bốc ra, Mục Bắc Thừa lập tức bịt mũi. Mùi gì vậy? Anh có mua nhầm không đó? Kiều Mạn không nhịn được cười, nhìn người đàn ông né như né bom, từ xa nhìn cô. Anh mua đúng rồi, đây là mùi vị của bún ốc. Anh đừng thấy nó thối mà lầm, vị rất sảng khoái, rất dễ gây nghiện. Cô không đợi được, dùng đũa gắp bún ốc, gương mặt đầy sự vui vẻ. Anh đi ra ngoài một lát, em ăn từ từ. Món này đúng là muốn mạng của người ta mà. Nói xong lời này, Mục Bắc Thừa không quay đầu lại, xoay người rời đi phòng bệnh. Thấy người đàn ông bỏ chạy mất dạng, Kiều Mạn lập tức bật cười. Nửa giờ sau, Mục Bắc Thừa trở lại, bịt mũi mở cửa sổ thông gió, không ngừng xịt nước hoa. Ông xã, em muốn ăn sầu riêng. Yêu cầu của cô gái nhỏ lại một lần nữa khiến Mục Bắc Thừa cảm thấy mình sắp sụp đổ. Bà xã, ngày mai chúng ta lại ăn được không? Buổi tối ăn nhiều sẽ khó tiêu. Để anh dỗ em đi ngủ. Nói đến đây, anh đã nằm trên giường lớn màu trắng. Anh vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ, không cho cô có cơ hội nói gì. Anh ngâm nga một bài hát ru Kiều Mạn ngủ. Mục Bắc Thừa cảm thấy trong đầu tràn ngập mùi kinh khủng của bún ốc, khiến anh không xua đi được. Kiều Mạn dựa vào cánh tay thon dài của người đàn ông, mơ hồ sắp ngủ thì điện thoại đột nhiên vang lên. Mục Bắc Thừa nhận điện thoại, chỉ thấy tên Hàn Tú Viện không ngừng nhấp nháy trên màn hình. Ánh mắt anh tối sầm. Kiều Mạn nhìn thấy người đang gọi, nhưng cô không biểu hiện gì. Cô chỉ tò mò Mục Bắc Thừa sẽ nói gì với Hàn Tú Viện. Mặc dù Hàn Tú Viện suýt nữa đã giết cô, nhưng trên danh nghĩa cô ta vẫn là vị hôn thê của Mục Bắc Thừa. Mặc dù cô là vợ của anh, nhưng dù sao chuyện này vẫn chưa có ai biết. Mục Bắc Thừa xoa đầu cô, hôn Kiều Mạn một cái, nói: Em đừng nghĩ ngợi gì cả, biết không? Anh sẽ xử lý tốt. Nói xong, anh trực tiếp kết nối điện thoại. Kiều Mạn dựa vào ngực anh, không nói gì. Giọng nói của Hàn Tú Viện, thanh âm rất nhanh đã truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. Bác Thừa, chừng nào thì anh trở về? Em đã ở trong phòng chờ anh rồi. Anh đi từ trưa đến giờ mà vẫn chưa quay lại, nên cô ta có chút lo lắng, luôn cảm thấy Mục Bác Thừa đã phát hiện ra điều gì đó. Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy người đàn ông quay lại. Hung sư vấn tội mình. Trái tim thấp thỏm bất an của cô ta cuối cùng cũng lắng lại. Nói như thế nào đi nữa, cô ta đã xử lý mọi chuyện cẩn thận. Mục Bắc Thừa tuyệt đối không thể phát hiện ra. Vì vậy cô ta đặc biệt tắm nước hoa hồng, mặc một chiếc váy ngủ ren gợi cảm, đợi anh trở lại phòng.
Cô ta không tin không hạ gục được Mục Bắc Thừa. Giọng nói của Hàn Tú Viện trong điện thoại dịu dàng như nước. Mục Bắc Thừa nghe thấy giọng nói của người phụ nữ kia liền cảm thấy ghê tởm. Anh im lặng, ngược lại ôm chặt cánh tay Kiều Mạn. Giọng nói của anh rất mềm mại, trầm ấm êm tai như tiếng đàn cello. Bảo bối, em đúng là tiểu yêu tinh dày vào người ta. Âm thanh đột ngột dịu dàng, mang theo một sự quyến rũ chết người. Kiều Mạn giật mình, có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn Mục Bắc Thừa. Câu này của anh là muốn Hàn Tú Viện ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy sao? Hàn Tú Viện ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy những lời của Mục Bắc Thừa thì sắc mặt tức khắc trắng bệch, ngã ngồi trên giường. Cô ta cố gắng để giọng mình không run lên, hỏi: Bắc Thừa, anh đang ở... Kiều Mạn bất động, dựa vào cánh tay của người đàn ông. Mục Bắc Thừa đến gần cô, hôn lên môi cô, tà ác nói: Bảo bối, tha lòng một chút. Mọi thứ của em đều khiến anh mê muội. Tiểu yêu tinh, em đúng là trời phái tới để tra tấn anh. Anh yêu em. Lời tỏ tình vừa ra khỏi miệng khiến Kiều Mạn ở bên này và Hàn Tú Viện ở đầu dây bên kia đồng thời lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Anh vậy mà thổ lộ tình cảm với cô trong khi đang nói chuyện điện thoại với Hàn Tú Viện. Kiều Mạn thực sự rất hưởng thụ khoảnh khắc này. Mặc dù cô cảm thấy hành vi của Mục Bắc Thừa có chút điên rồ, nhưng điều đó vẫn khiến cô cảm thấy rất vui vẻ. Hàn Tú Viện cắn chặt môi đến nỗi chảy máu, bàn tay không cầm điện thoại siết thật chặt, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Mục Bắc Thừa vậy mà lại ở cùng một người phụ nữ, còn nói ra ba chữ anh yêu em. Trong mắt mọi người, Mục Bắc Thừa là một người tuyệt tình không biết yêu. Người phụ nữ đi cùng anh lúc này là Kiều Mạn ư? Không thể nào, chẳng phải cô ta đã biến mất rồi sao? Mặc dù Kiều Mạn không quan tâm Mục Bắc Thừa làm như thế này với Hàn Tú Viện, nhưng xung đột trực diện như vậy không chừng có thể khiến phụ nữ gây ra chuyện gì đó. Cô sắp tham gia cuộc thi thiết kế thời trang Kim Mộng rồi, thực sự không muốn gây ra bất kỳ rắc rối nào vào thời điểm này. Trong khi Kiều Mạn đang suy nghĩ lung tung, giọng nói trầm thấp của Mục Bắc Thừa lại vang lên. Nam Nhi, em có yêu anh không? Hàn Tú Viện nghe xong câu này, thân thể cứng đờ. Người phụ nữ đi cùng Mục Bắc Thừa không phải Kiều Mạn. Anh đi cùng người phụ nữ khác, và anh cũng nói những lời yêu thương với người phụ nữ không đứng đắn bên ngoài khác. Rốt cuộc thì bên ngoài anh có bao nhiêu phụ nữ thế? Mục Bắc Thừa thà có đàn bà ở bên ngoài cũng không chạm vào cô ta. Cô ta rốt cuộc thua kém phụ nữ bên ngoài ở chỗ nào? Trong mắt anh, Hàn Tú Viện cô ta chẳng lẽ không bằng đồ bỏ? Không chờ cô ta nói chuyện, Mục Bắc Thừa đã tự mình kết thúc cuộc gọi. Kiều Mạn bình tĩnh nhìn người đàn ông, mồi dẫn lửa bị Mục Bắc Thừa châm lên rồi. Mục Bắc Thừa nhìn cô chằm chằm, khẽ cong đôi môi mỏng, sau đó hôn cô một cái, nói: Không vui à? Anh có làm gì đâu. Trên người anh có mùi thơm nhàn nhạt, Kiều Mạn khẽ nhíu mày. Anh không làm gì. Vừa rồi những lời anh nói chắc chắn đã chọc giận Hàn Tú Viện. Anh cố ý đúng không? Nghe vậy, ánh mắt Mục Bắc Thừa như cười mà như không cười. Sao cô có thể nhìn ra nhanh như vậy? Anh chỉ muốn khiến Hàn Tú Viện phát điên. Chỉ có như vậy, người phụ nữ kia mới lại làm ra chuyện điên rồ. Anh mới có thể diệt trừ cô ta. Anh muốn chọc tức Hàn Tú Viện, bắt cô ta đi vào khuôn khổ. Như vậy anh mới có thể dễ dàng đối phó với cô ta đúng chứ? Kiều Mạn phân tích rất thấu đáo. Đương nhiên, đây đích thực cũng là suy nghĩ trong lòng người đàn ông. Không còn cách nào. Em nói không cho anh động đến cô ta mà. Mục Bắc Thừa nghịch tóc cô nói. Nghe đến đây, Kiều Mạn tức nổ phổi. Anh điên rồi sao? Bây giờ nhất quyết phải chôn sống Hàn Tú Viện ư? Hiện tại cô chỉ muốn chuyên tâm tham gia cuộc thi, thực sự không muốn gây ra bất kỳ rắc rối nào. Mục Bắc Thừa bình tĩnh nhìn cô, hiểu rõ tâm tư của cô gái nhỏ, nói: Em đừng lo. Nếu như cô ta dám chó cùng rứt dậu, anh sẽ nghiền cô ta thành tro, sẽ không để cho em bị thương vô ích. Lời của anh vừa ra khỏi miệng, lòng cô lập tức nóng lên. Đối với tất cả phụ nữ, được một người đàn ông yêu thương bảo vệ như vậy thì làm sao có thể giận anh được nữa. Hơn nữa vừa rồi anh gọi tên Lam Nhi cũng cho Hàn Tú Viện một tín hiệu. Người phụ nữ ở cùng Mục Bắc Thừa không phải là cô. Không thể không thừa nhận một chiêu này của Mục Bắc Thừa đủ tàn nhẫn. Kiều Mạn không nói nữa, chỉ rúc vào lòng anh. Thấy cô không nói lời nào, Mục Bắc Thừa đưa tay xoa đầu cô. Sao vậy? Chẳng lẽ bị anh làm cảm động rồi? Hả? Giọng điệu mập mờ khiến người ta động lòng. Kiều Mạn nhìn người đàn ông, không khỏi oán trách.
Anh không trở thành diễn viên lồng tiếng thì uổng thật. Em từng nghe giọng của diễn viên lồng tiếng nam rồi sao? Mục Bắc Thừa cau mày hỏi. Kiều Mạn cạn lời. Anh có bắt đúng trọng điểm không thế? Trọng điểm là cô đang khen anh được chưa? Kiều Mạn đặt ngón tay lên người anh, liên tục vẽ vòng tròn. Vừa rồi anh không cảm thấy nói như vậy với Hàn Tú Viện là rất tàn nhẫn hay sao? Hay là đàn ông các anh khi hại người đều sẽ tàn nhẫn như thế? Cô không hiểu đàn ông, huống hồ là người đàn ông trước mặt cô. E rằng tối nay Hàn Tú Viện lại phải đau lòng đến rạng sáng. Khóe miệng Mục Bắc Thừa hơi nhếch lên, lười biếng nói. Đối với người phụ nữ mình không thích và muốn biến cô ta thành tro bụi, đàn ông mới tàn nhẫn như thế. Còn đối với người phụ nữ mà mình thích, sẽ cưng chiều đến tận trời. Đối với em, có khi nào anh sẽ chuyển từ thích thành không thích không? Cô không dám nghĩ đến nếu một ngày anh không yêu cô thì sẽ ra sao. Mục Bắc Thừa cụng đầu anh vào đầu cô, bình tĩnh nhìn cô nói. Em đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Cả đời này anh chỉ yêu một mình em. Mặc dù cô không hiểu rõ về anh lắm, lại càng không biết anh yêu cô nhiều như thế nào, song anh quả thực không phải là người đàn ông nửa vời. Vậy đối với Giang Lăng Vi, anh có nói những lời như vậy hay không? Trái tim của đàn ông thay đổi rất nhanh, nhưng cô tin rằng anh sẽ không thay lòng. Cô cười rạng rỡ nhìn anh. Lần sau trước khi diễn xuất thì nhớ cho em biết. Không biết còn tưởng là anh bị quỷ nhập nữa. Cô gái nhỏ sao không biết chút tình thú gì vậy? Khóe miệng anh vẽ lên một đường cong đẹp mắt. Anh ghé sát vào tai cô thì thầm. Nếu như anh bị quỷ nhập, vậy cũng chỉ có thể là quỷ háo sắc. Hơi thở của Mục Bắc Thừa khiến cô cảm thấy vừa nóng vừa ngứa. Kiều Mạn nghe xong đỏ mặt, ghé sát vào người đàn ông, cuối cùng cắn vào yết hầu của anh. Động tác nhỏ của cô lập tức rước lấy ánh mắt sáng quắc. Là em chơi với lửa chứ? Đừng làm loạn, hiện tại em là bệnh nhân. Được rồi, ngày mai không phải muốn chụp ảnh cưới sao? Chúng ta mau đi ngủ đi, em muốn ngủ rồi. Nói xong cô quay lưng về phía anh, nở một nụ cười xinh đẹp. Mục Bắc Thừa nhìn bóng lưng của cô, đôi môi mỏng khẽ cong lên, vươn tay ôm lấy cô, nhắm mắt lại. Một đêm yên tĩnh, họ ôm nhau ngủ. Còn có người thực sự ngủ không được. Hàn Tú Viện ngồi ở trên sofa uống rượu, trả giá nhiều như vậy, nhưng trong mắt Mục Bắc Thừa cô ta lại chẳng là gì cả. Anh thà chạm vào người phụ nữ khác còn hơn là chạm vào cô ta. Cô ta cảm thấy mình đã đến mức khúng núm rồi, nhưng vẫn không ích gì. Càng nghĩ cô ta càng buồn, uống một hơi cạn sạch chai rượu vang đỏ. Cô ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Cô ta nhất định phải tìm ra người phụ nữ đêm nay, sau đó chôn sống người phụ nữ đó. Cho dù đối phương là ai, cũng đừng mơ tưởng ngồi lên vị trí mợ hai nhỏ Mục. Hàn Tú Viện lau đi nước mắt trên mặt, ánh mắt thâm độc, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Dù đào ra ba thước đất, cũng phải tìm được người phụ nữ đã ở cùng với Mục Bắc Thừa cho tôi. Hàn Tú Viện nghiến răng nói. Được, 1 triệu chuyển vào tài khoản của tôi. Đầu dây bên kia nói. Tức thì Hàn Tú Viện chuyển cho đối phương 1 triệu. Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, rèm cửa ngăn cách phòng bệnh và thế giới bên ngoài thành hai thế giới. Lúc này cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài. Đường Tuyết Ninh ôm một hộp thuốc đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy hai người bên giường thì dừng bước lại. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông ôm một người phụ nữ, hình ảnh rất đẹp. Tình hình gì đây? Kiều Mạn không phải là vợ sắp cưới của Phạm Gia sao? Tại sao bây giờ lại ngủ với Mục Bắc Thừa? Cho dù Mục Bắc Thừa đang ngủ cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác. Trên thực tế, khi cửa phòng vừa bị đẩy ra, anh đã tỉnh lại. Đôi mắt đen láy không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Vốn định lên tiếng bảo người rời đi, nhưng cô gái nhỏ trong lòng đã động đậy. Kiều Mạn chậm rãi mở đôi mắt trong veo như nước, nhìn chằm chằm Mục Bắc Thừa đang gần trong gang tấc. Theo bản năng dụi dụi mắt hỏi. Mấy giờ rồi? Anh có đến công ty không? Mục Bắc Thừa không ngờ cô gái nhỏ vừa mở mắt đã đuổi anh đi. Cô ngủ đến ngu người rồi à? Hôm nay đã nói là đi chụp ảnh cưới rồi. Em quên hôm nay chúng ta có hẹn với nhau sao? Anh vừa nói vừa rút cánh tay bị cô gái nhỏ gối đầu ra. Kiều Mạn chợt nhớ ra hôm nay đi chụp ảnh cưới. Vì chuyện này nên anh thậm chí không đến công ty ư? Quả nhiên chủ tịch mà tùy hứng rồi thì không ai ngăn cản được. Cô chưa kịp đáp lời thì vô tình nhìn thấy một người đứng cách đó không xa. Nữ bác sĩ đang nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ và thù địch khó tả. Người vào đây từ lúc nào vậy? Cô hoàn toàn không biết thì thôi.
Tại sao ngay cả Mục Bắc Thừa cũng không nhận ra? Thật là mất mặt. Dù sao trong mắt người ngoài, cô và Mục Bắc Thừa không phải là vợ chồng. Nếu bác sĩ nhìn thấy cô ngủ với Mục Bắc Thừa thì sẽ nghĩ gì về cô? Đường Tuyết Ninh nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Kiều Mạn, thu hồi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, nói: "Xin lỗi, tôi tới đưa thuốc." Dáng vẻ của đối phương khiến Kiều Mạn càng thêm xấu hổ. Tại sao cô lại cảm thấy nữ bác sĩ nhìn mình cứ là lạ ấy nhỉ? Ngược lại, Mục Bắc Thừa vẫn rất ung dung, xoay người, cầm túi mua sắm, xuống giường nói: "Anh đi rửa mặt, lát nữa mua bữa sáng cho em." Lời nói dịu dàng của anh giống như đối xử với cô vợ yêu Kiều. Kiều Mạn đáp lời, nhìn Mục Bắc Thừa vào phòng vệ sinh. Cạch một tiếng, Đường Tuyết Ninh ném hộp thuốc trong tay xuống tủ đầu giường. Cô ta lộ rõ vẻ tức giận, trong mắt hiện lên sự chán ghét, trừng mắt nhìn Kiều Mạn, hỏi: "Vết thương trên người còn đau không? Có chỗ nào không thoải mái không?" Kiều Mạn ngồi trên giường bệnh, nhìn nữ bác sĩ tràn ngập sự thù địch đứng bên giường, giọng nói cô ta lại chứa đầy mùi thuốc súng. Cô không hiểu, cô đắc tội đối phương ở chỗ nào? Chẳng lẽ là vì vừa rồi nhìn thấy cô cùng với Mục Bắc Thừa ngủ chung sao? Sự kỳ dị của nữ bác sĩ khiến Kiều Mạn có chút không vui. Cô đón nhận ánh mắt của đối phương, lạnh lùng nói: "Tôi không sao." "Đã như vậy thì từ nay về sau không cần phải uống thuốc giảm đau nữa đâu." Đường Thuyết Ninh vừa nói, vừa lấy lại hộp thuốc vứt trên tủ đầu giường. Kiều Mạn biến sắc. Tuy rằng hôm nay vết thương của cô có thể hoàn toàn bình phục, nhưng rõ ràng nữ bác sĩ này đang lấy việc công báo thù riêng, muốn cô đau chết chứ gì. Suốt cuộc cô ta đang giáp tâm điều gì? Cô nhíu mày, vén chăn xuống giường, trừng mắt nhìn người phụ nữ nói: "Bác sĩ là cha mẹ. Cô có chắc mình là bác sĩ không? Có thuốc không cho bệnh nhân, nhìn bệnh nhân thống khổ, cô có còn là con người không?" Đường Thuyết Ninh cười lạnh một tiếng, không chút nao núng tiến lại gần Kiều Mạn, nói: "Bệnh nhân, cô ngủ với đàn ông trong phòng bệnh. Thuốc của tôi chưa chắc đã trị được cái bệnh thích làm loạn với đàn ông trong phòng bệnh của cô đâu hả?" Kiều Mạn á khẩu. Đường Tuyết Ninh khinh thường ghé sát vào cô: "Phụ nữ thì nên tự trọng một chút." Nói xong những lời này, cô ta xoay người rời khỏi phòng bệnh. Kiều Mạn ngẩn ngơ nhìn bóng lưng nữ bác sĩ biến mất sau cánh cửa. Rốt cuộc cô đã đắc tội nữ bác sĩ này chỗ nào thế? Chờ một chút, nữ bác sĩ này thích Mục Bắc Thừa sao? Trong lúc cô đang trầm tư, cửa phòng tắm mở ra, Mục Bắc Thừa mặc áo phục đi giày da bước ra. Thấy anh đi ra, Kiều Mạn chậm rãi đi tới trước mặt anh, vòng tay qua cổ anh hỏi: "Chồng à, anh có biết nữ bác sĩ vừa rồi không?" Mục Bắc Thừa rất hưởng thụ dáng vẻ đáng yêu lúc này của cô gái nhỏ, bình tĩnh nói: "Hôm qua anh tới bệnh viện tìm em, chính cô ta dẫn anh tới đây. Sau đó cô ta quyến rũ anh các kiểu." Giọng anh bình tĩnh, mặc dù là thật, nhưng anh vẫn là muốn dùng chuyện này trêu chọc cô gái nhỏ một chút. Kiều Mạn vòng tay ôm cổ người đàn ông. Quả nhiên cô đoán không sai, ác cảm của nữ bác sĩ đối với cô đều là vì Mục Bắc Thừa. Cô trợn trắng mắt nhìn Mục Bắc Thừa, phàn nàn: "Mị lực của ngài Mục quả nhiên rất lớn, là tình nhân quốc dân, đi đến đâu cũng gây thù chuốc oán cho em. Ngay cả nằm viện cũng có thể thu hút tình địch cho cô, đúng là chẳng ai làm được." Mục Bắc Thừa cười cười, bế cô lên, cuối cùng đặt cô ở bên giường: "Cho nên chồng em rất được săn đón, em nhất định phải giữ chặt, biết không?" Anh đột nhiên ghé sát gương mặt anh Tuấn lại gần cô: "Bóc kem đánh răng cho em rồi, đi rửa mặt đi, anh đi mua đồ ăn sáng." Anh bóc kem đánh răng cho cô, người đứng đầu tập đoàn Mục Thị vậy mà lại làm chuyện này cho cô, vui quá xá. Cô lập tức hôn anh một cái: "Chồng thật tốt, em đi rửa mặt đây, anh đi nhanh về nhanh." Mục Bắc Thừa gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh. Kiều Mạn vội vàng đi rửa mặt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô xoa lưng mình trong gương và vô cùng ngạc nhiên khi thấy lưng mình đã mịn màng như thường. Kiều Mạn sững sờ trước gương, không thể tin được. Trong văn phòng, rối rắm một lúc lâu, Đường Tuyết Ninh vẫn lấy điện thoại di động ra và gọi điện thoại cho Phạm Hữu Thần. Trong mấy chốc, Phạm Hữu Thần đã nhấc máy, cô ta nói thẳng vào vấn đề: "Phạm gia, anh có biết người phụ nữ mà anh sắp cưới là một người không đứng đắn không? Trong phòng bệnh, cô ta vậy mà lại ngủ với một người đàn ông khác." Hôm qua Phạm Hữu Thần quay hai cảnh buổi tối, cho nên lúc này vẫn còn đang ở trên giường. Anh ta mơ hồ nói: "Vậy thì sao?" "Thì sao? Không phải anh nói với em là muốn cưới Kiều Mạn sao? Nhưng mà sau lưng anh cô ta lại ngủ với chủ tịch Mục. Anh xác định là muốn lấy loại phụ nữ này sao?"
Với giọng điệu tức giận, cô ta liên tục hỏi dồn. Cơn buồn ngủ của Phạm Hữu Thần tiêu tan vài phần, uể oải ngồi dậy hỏi. Mục Bắc Thừa luôn ở cùng với Kiều Mạn sao? Đúng vậy, lúc này chắc là đi mua bữa ăn sáng rồi. Anh không nhìn thấy đâu, bọn họ anh em, làm em ghê tởm chết đi được. Bọn họ cứ như là vợ chồng mới cưới ấy. Đường Thuyết Ninh càng nói càng tức giận. Cơn buồn ngủ của Phạm Hữu Thần bay biến hết. Anh ta giơ tay vén chân ra khỏi người, đi dép ra, đứng dậy đi ra ban công. Anh ta biết mối quan hệ giữa Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa, cũng rõ Mục Bắc Thừa rất tốt với Kiều Mạn, nhưng anh hơi ngạc nhiên khi Mục Bắc Thừa ở lại bệnh viện chăm sóc Kiều Mạn cả đêm. Nghe Đường Tuyết Ninh nói Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn rất thân thiết, trong lòng anh ta không hiểu sao cảm thấy khó chịu. Lần đầu tiên anh ta nảy ra suy nghĩ lập tức để Kiều Mạn rời khỏi Mục Bắc Thừa. Phạm gia, em trút giận cho anh một chút nhé. Ánh mắt Đường Tuyết Ninh thoáng chốc âm trầm. Cô ta có trăm phương ngàn kế để tra tấn Kiều Mạn. Phạm Hữu Thần kiềm nén tất cả cảm xúc của mình, khẽ cau mày nói. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, càng không được tổn thương cô ấy. Anh ta hiểu rõ bản chất hung ác của Đường Tuyết Ninh hơn bất kỳ ai khác. Kể từ khi trở thành bác sĩ, cô ta lại càng có đa dạng những thủ đoạn chỉnh đốn người ta. Đường Tuyết Ninh không ngờ mọi chuyện trở nên như vậy. Anh ta còn bảo vệ cho Kiều Mạn. Cô ta càng tức giận hỏi. Tại sao? Anh không tin những gì em vừa mới nói sao? Anh nên biết rằng em sẽ không lừa anh. Để trả thù, anh có thể buông bỏ tất cả. Nhưng bây giờ vì cô ta mà anh có thể chịu đựng đến mức này sao? Em thực sự không hiểu. Cô ta thì có gì tốt mà anh lại vứt bỏ hết lòng tự trọng mà thích cô ta. Tâm trạng của cô ta có phần không khống chế được. Cô ta không cam lòng khi anh ta yêu một người phụ nữ không biết kiềm chế như thế. Phạm Hữu Thần châm một điếu thuốc, khuôn mặt tuấn tú ngăm đen ẩn trong làn khói. Anh ta chậm rãi nói. Cưới cô ấy là để báo thù. Nghe vậy, Đường Tuyết Ninh nhất thời ngạc nhiên hỏi. Cưới cô ta thì có liên quan gì đến việc trả thù? Cô ta không hiểu Kiều Mạn và chuyện anh ta báo thù có quan hệ thế nào. Phạm Hữu Thần đôi khi cảm thấy phụ nữ thực sự rất phiền phức, đặc biệt là cứ hỏi đến tận gốc rễ. Vốn dĩ anh không cần phải giải thích chuyện của mình với bất kỳ ai, nhưng Đường Tuyết Ninh lại khác với những người khác. Nếu không nói cho cô ta biết, nhất định cô ta sẽ làm trái ý của anh ta và làm chuyện tổn thương đến Kiều Mạn. Vì vậy, đôi mắt anh ta sâu thêm. Thân phận bí mật của cô ấy có lợi cho việc trả thù của tôi. Trước khi thân phận của cô ấy bị bại lộ, tôi nhất định phải lấy được trái tim của cô ấy. Chỉ có cách này tôi mới có thể báo thù, cô hiểu chưa? Bây giờ biết mình nên làm gì rồi chứ? Đường Tuyết Ninh dần dần bình tĩnh lại, lửa giận trong mắt cũng lắng xuống. Hóa ra anh ta cưới Kiều Mạn cũng không là vì thực sự thích cô, đến cùng cũng là để trả thù. Nói cách khác, Phạm Hữu Thần mà cô ta thích vẫn còn đó, sau này cô ta vẫn còn cơ hội. Thái độ của Đường Tuyết Ninh lập tức thay đổi. Phạm gia, chuyện anh muốn làm, em sẽ tận lực trợ giúp anh. Chỉ là anh đánh cược hôn nhân để báo thù có đáng giá không? Thực ra cô ta luôn hy vọng anh ta có thể buông bỏ hận thù, trở thành ông hoàng trong làng giải trí. Phạm Hữu Thần hơi nheo mắt lại, khẽ hé đôi môi mỏng. Tôi không muốn nghe những lời như vậy nữa. Cúp máy đây. Không cho Đường Tuyết Ninh cơ hội nói gì, anh ta đã cúp máy. Cô ta cầm điện thoại di động, hiểu được anh ta đã trải qua bao khó khăn gian khổ, đau đớn mà anh ta phải chịu đựng. Có lẽ chỉ có báo thù giúp anh ta thì mới có thể khiến anh ta lại đứng dưới ánh mặt trời. Cô ta hận rằng khả năng của mình quá nhỏ, rất nhiều chuyện cô ta đều không thể giúp anh ta. Cùng lúc đó, bên trong phòng bệnh, Kiều Mạn đã rửa mặt xong xuôi, thay bộ quần áo mà Mục Bắc Thừa mua. Khi từ phòng vệ sinh đi ra, cô giật mình nhìn thấy nữ bác sĩ đang đứng bên cạnh giường. Cô tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cô ta hỏi. Có chuyện gì không? Đường Thuyết Ninh nhìn Kiều Mạn, mỉm cười tươi tắn. Tôi đến đây để xin lỗi cô. Tôi không nên mang tình cảm cá nhân của mình vào công việc. Nụ cười và thái độ của cô ta khiến Kiều Mạn tưởng là ảo giác. Thái độ của cô ta thay đổi quá nhanh. Đường Tuyết Ninh nhìn thấy sự nghi ngờ của Kiều Mạn. Cô Kiều, xin lỗi. Hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi. À đúng rồi, tôi tên là Đường Tuyết Ninh. Sau này có việc gì thì cứ đến tìm tôi. Cô ta thành thật xin lỗi Kiều Mạn. Kiều Mạn nghe thấy cái tên này, Đường Tuyết Ninh, chẳng lẽ là bác sĩ Phạm Hữu Thần tìm cho cô? Thì ra cô là bác sĩ mà Phạm Hữu Thần sắp xếp cho tôi. Chuyện buổi sáng cũng trách tôi, bệnh nhân tính tình không tốt. Cô đừng chấp nhặt với tôi. Cô thực sự không ngờ trước mặt cô
lại là Đường Tuyết Ninh mà Phạm Hữu Thần đã nói. Cho dù cô không thích cô ta đến mức nào cũng phải nể mặt Phạm Hữu Thần. Đường Tuyết Ninh đã chuẩn bị xong kịch bản, kết quả Kiều Mạn lại tha thứ cho cô ta dễ dàng như vậy. Cô ta cười nói, tôi vốn là người phân biệt công tư, kết quả lại cãi nhau với bạn trai, còn ảnh hưởng đến công việc, để cô chịu ấm ức rồi. Không sao, giải quyết hiểu lầm là tốt rồi, Kiều Mạn cười nói. Thì ra là người phụ nữ có bạn trai, vậy mà một bức thừa kia còn nói Đường Tuyết Ninh quyến rũ anh, người đàn ông thối. Chắc chắn anh đã cố tình bịa ra mấy lời đó để lừa cô. Nhìn thấy Kiều Mạn ăn mặc xinh đẹp, Đường Tuyết Ninh không khỏi nghi hoặc hỏi, ăn mặc xinh đẹp như vậy có chuyện gì tốt à? Kiều Mạn không thích gây thù chuốc oán, nhưng từ khi ở cùng một bức thừa, cô gây thù chuốc oán khắp nơi. Đường Tuyết Ninh đã xin lỗi cô rồi, nên cô không cần lo lắng nữa, Kiều Mạn nói. Đi dạo một chút, sau đó đến nhà hàng ăn chút gì đó. Cô không nói thật, dù sao thì Đường Tuyết Ninh và Phạm Hữu Thần quen nhau, chuyện cô và Mục Bắc Thừa đi chụp ảnh cưới không thể để cho bất cứ ai biết. Đường Tuyết Ninh nắm lấy tay Kiều Mạn, nhớ là không được ăn cay, cần gì thì gọi cho tôi. À đúng rồi, khi Phạm gia bế cô đến bệnh viện, cô không biết anh ấy ngầu như thế nào đâu, vừa nhìn đã biết là anh ấy rất yêu cô. Lúc đó anh ấy rất lo lắng, khi đặt cô lên giường còn dặn tôi cho cô uống loại thuốc giảm đau tốt nhất, nói cô là con gái, uống thuốc phải chú ý, đừng để lại sẹo. Cứ sau nửa tiếng là anh ấy lại gọi điện thoại cho tôi một lần để hỏi về tình hình của cô. Cô ta cố tình phóng đại nhưng không hề nói dối. Khi Phạm Hữu Thần bế cô xuất hiện ở bệnh viện, vẻ mặt của anh ta vô cùng lo lắng. Trên đường đi, Phạm Hữu Thần nắm tay cô không ngừng run rẩy. Kiều Mạn thực sự không thể nhớ mấy thứ này. Cô Kiều, sáng nay Phạm gia còn gọi điện thoại cho cô, lạ thật, sao anh ấy không đến bệnh viện thăm cô? Chẳng lẽ hai người không phải là bạn trai bạn gái sao? Đường Tuyết Ninh hỏi. Kiều Mạn thu hồi suy nghĩ, lúng túng nói, chúng tôi là bạn bè hợp tác, không phải là như cô nghĩ đâu. Có lẽ anh ấy đang quay phim rồi. Đôi mắt sắc bén của Đường Tuyết Ninh có thể nhìn ra Kiều Mạn hoàn toàn không thích Phạm Hữu Thần, chỉ có tình cảm biết ơn với anh ta, cho nên cô không có tình cảm với Phạm Hữu Thần. Điều này khiến cô ta yên tâm hơn rất nhiều, nhưng đồng thời cô ta cũng bắt đầu lo lắng, nếu cô không có tình cảm với Phạm Hữu Thần, liệu anh ta có cách nào thực hiện được kế hoạch của mình không? Không được, cô ta nhất định phải giúp Phạm Hữu Thần trong mấy ngày Kiều Mạn còn nằm viện mới được. Trong mắt cô ta lóe lên vẻ kiên định, sau đó cười nói, bạn bè hợp tác sẽ không lo lắng đến như vậy đâu. Nếu như không phải tôi nhìn thấy cô và Diệp Mộc ở cùng với nhau, tôi còn tưởng rằng anh Phạm là bạn trai của cô đấy. Thực ra cô và anh Phạm rất có tướng phu thê, nếu như hai người sinh con chắc chắn là sẽ rất đẹp. Tướng phu thê, sinh con, trước khi đăng ký kết hôn với Mộc Bác Thừa, khả năng này là rất cao, nhưng bây giờ thì không thể. Nhưng mà Phạm Hữu Thần đã giúp cô rất nhiều lần, bây giờ còn là ân nhân cứu mạng của cô. Cô bội ước có phải có hơi vong ân phụ nghĩa không? Sau khi cuộc thi thiết kế thời trang kết thúc, thử xem có thể phá vỡ hợp đồng không. Nếu không được, cô sẽ cùng anh ta bàn bạc chuyện sinh con trong ống nghiệm. Đây có lẽ là nhượng bộ lớn nhất mà cô có thể đưa ra. Tiếng bước chân truyền đến, Mục Bắc Thừa đi mua bữa sáng đã trở về. Kiều Mạn đã hồi phục, thì thầm với Đường Tuyết Ninh, bác sĩ Đường, cô đừng nói với bất kỳ ai về việc Phạm Hữu Thần đưa tôi đến bệnh viện. Mục Bắc Thừa không biết tôi quen Phạm Hữu Thần, nếu anh ấy biết nhất định sẽ gây ra rất nhiều hiểu lầm và rắc rối. Nghe vậy, Đường Tuyết Ninh cuối cùng cũng bắt được một sơ hở. Có vẻ như Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn bây giờ mới là bạn trai bạn gái, cho nên cô mới sợ Mục Bắc Thừa sẽ biết đến sự tồn tại của Phạm Hữu Thần. Vậy chẳng phải Phạm Hữu Thần đang cướp người phụ nữ của Mục Bắc Thừa sao? Thế này chẳng khác nào giành thức ăn từ miệng cọp. Một khi sự tình bại lộ, Mục Bắc Thừa phát hiện, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cô ta lo lắng hơn là Phạm Hữu Thần chưa báo thù được đã bị Mục Bắc Thừa nghiền nát rồi. Không thể không nói, Phạm Hữu Thần đang đi một nước cờ rất nguy hiểm. Một tia lo lắng thoáng qua trong mắt Đường Tuyết Ninh, nhưng cô ta biết rằng Phạm Hữu Thần đã không còn đường lui. Nếu như để nhà Phạm biết anh ta âm thầm chuẩn bị báo thù, nhất định sẽ khiến anh ta chết không có chỗ chôn. Cô ta không khỏi càng thêm lo lắng. Cô Kiều, cô yên tâm đi, anh Phạm đã dặn tôi không được nói với bất kỳ ai là anh ấy đưa cô đến bệnh viện. Nói xong, cửa phòng mở ra. Mộ Bắc Thừa đi mua bữa sáng trở về, nhìn thấy Đường Tuyết Ninh ở đó, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Lúc anh ra ngoài, cô còn không biết Đường Tuyết Ninh, sao bây giờ lại tán gẫu giết thời gian?
Kiều Mạn bị người đàn ông nhìn thì cảm thấy hơi mất tự nhiên, cố gắng che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Đường Tuyết Ninh hòa giải. Ôi, sếp Mộc đừng nghiêm túc như vậy. Tôi và cô Kiều chỉ nói chuyện phiếm vài câu thôi. Thực ra tôi chỉ là muốn biết anh thích mẫu phụ nữ như thế nào, để tôi có thể hốt thuốc đúng bệnh, để anh không ghét tôi. Biểu cảm khuôn mặt và tư thế khiến người ta không thể nhận ra cô ta đang diễn. Sau khi xem xong, Kiều Mạn thầm khen ngợi ở trong lòng. Mục Bất Thừa chán ghét liếc nhìn người phụ nữ này, lạnh lùng nói: đừng giả vờ trước mặt tôi, phiền phức. Lời nói của người đàn ông lập tức khiến Kiều Mạn và Đường Tuyết Ninh đồng thời sững sờ. Anh vậy mà lại nhìn ra cô ta đang diễn trò, cho nên mới nói cô ta đang giả vờ. Kiều Mạn đột nhiên phát hiện muốn nói dối trước mặt Mục Bắc Thừa cần phải có trình độ nhất định. Đường Tuyết Ninh sửng sốt một lúc, nhanh chóng nói chuyện cười: sếp Mục thực sự là có con mắt tinh tường, lại bị anh nhìn ra được rồi. Sếp Mục đừng hiểu lầm, là tôi đánh cược với đồng nghiệp của tôi, nói tôi có thể theo đuổi được anh thì mọi người sẽ trực theo tôi một ngày. Sếp Mục, nếu đã biết mục đích của tôi thì có thể giúp tôi một tay, phối hợp diễn một vở kịch với tôi được không? Cô ta đã sử dụng tất cả các kỹ năng diễn xuất mà cô ta học được từ Phạm Hữu Thần vào thời khắc này rồi. Có xài lang hổ báo nào mà cô ta chưa từng thấy. Chỉ cần Đường Tuyết Ninh nguyện ý, không có gì là cô ta không xử lý được. Kiều Mạn mải mê xem vở kịch, không phân biệt được Đường Tuyết Ninh đang diễn hay nói đùa. Sự nghi hoặc trong mắt Mục Bắc Thừa không thu lại, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên mặt Đường Tuyết Ninh. Thật ra cách nói chuyện của cô ta vào ngày hôm qua đã khiến anh nghi ngờ rồi. Những cô gái háo sắc anh thấy nhiều rồi, cho nên cô ta hoàn toàn không phải thích anh, mà chỉ là lừa gạt thôi. Lúc đó cô ta lại nhấn mạnh Kiều Mạn tự mình đến bệnh viện. Điều này càng khiến anh nghi ngờ hơn, sự việc không hề đơn giản như bề ngoài. Nhưng anh chỉ nhàn nhạt nói: đi ra ngoài. Đường Thiết Ninh nghe xong lộ ra vẻ mặt thất vọng. Sếp Mục, giúp tôi đi, chỉ diễn một ngày thôi, được không? Nói xong cô ta nhìn Kiều Mạn. Cô Kiều, cô năn nỉ hộ tôi với. Tôi thực sự chỉ giả vờ một ngày với sếp Mục thôi. Tôi biết hai người là bạn trai bạn gái, tôi không có ý chia rẽ hai người. Tôi chỉ muốn có một kỳ nghỉ dài hạn, về nhà bầu bạn với cha mẹ. Nghe câu nói cuối cùng của Đường Tuyết Ninh, Kiều Mạn không khỏi xúc động. Sau đó cô đến bên cạnh Mục Bắc Thừa, nói với người đàn ông: nhìn lòng hiếu thảo của bác sĩ Đường, anh có thể giúp cô ấy không? Mục Bắc Thừa trước đó đã nghi ngờ, nhưng vì Kiều Mạn tham gia nên nghi ngờ của anh đã bị xua tan. Hơn nữa, Đường Tuyết Ninh nói lời anh thích nghe, lần đầu tiên có người công khai nói anh và Kiều Mạn rất xứng đôi, anh làm sao có thể không vui. Anh đặt bữa sáng trong tay lên tủ giường, khẽ cong môi mỏng. Muốn xin nghỉ phép không cần phiền phức như vậy, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với viện trưởng khoa của các cô. Muốn nghỉ bao nhiêu lâu cũng được. Tốt quá, cảm ơn sếp Mục. Đường Tuyết Ninh tiến lên muốn bắt tay Mục Bắc Thừa, lại bị người này nhanh chóng tránh ra. Cô ta theo bản năng cảm thấy có chút xấu hổ, cười nói: sếp Mục, anh đừng hiểu lầm, tôi vui quá mà thôi. Hai người ăn sáng đi, tôi đi làm, có gì cần thì gọi tôi. Nói xong cô ta vui vẻ rời khỏi phòng bệnh. Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Đường Tuyết Ninh, Kiều Mạn không khỏi nở nụ cười. A Thừa, em cảm thấy làm bác sĩ rất vĩ đại, có thể cứu sống và chữa bệnh cho rất nhiều người, nhưng kỳ nghỉ của họ cũng ít đến đáng thương. Hôm nay anh đã làm được một chuyện rất tốt. Mục Bắc Thừa quay đầu nhìn cô gái nhỏ, tràn đầy cưng chiều với cô. Mau ăn cơm đi, lát nữa chúng ta đi tiệm áo cưới. Nửa giờ sau, hai người ăn xong bữa sáng, rời bệnh viện, lái xe đến cửa hàng áo cưới. Mục Bắc Thừa đưa Kiều Mạn đến danh Lưu Tri Mộng, nơi chuyên chụp ảnh váy cưới cho những người nổi tiếng. Bản thân Kiều Mạn là một nhà thiết kế thời trang, đối với váy cưới cũng không xa lạ gì. Khi được Mục Bắc Thừa đưa đến danh Lưu Tri Mộng, trong mắt cô tràn đầy kinh ngạc. Danh Lưu Tri Mộng thuộc câu lạc bộ tư nhân và chưa bao giờ mở cửa cho công chúng. Mỗi chiếc váy cưới trong cửa hàng đều là tác phẩm của một bậc thầy quốc tế. Dù là váy cưới hay phong cách, tuyệt đối đều là tiêu chuẩn hàng đầu. Trước đây cô đã từng nghe nói về nơi này, nhưng chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy. Khi Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa vừa bước vào, điện thoại di động của người đàn ông vang lên. Mục Bắc Thừa lấy điện thoại di động ra xem, sau đó nói với Kiều Mạn: ông Lý gọi tới, chắc là có công việc của công ty. Váy cưới và trang sức đều ở tầng 9, em tự đi xem đi. Anh nói chuyện điện thoại xong sẽ đi tìm em. Kiều Mạn hiểu rõ hơn ai hết, Mục Bắc Thừa là một người đàn ông mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải làm. Anh ở lại bệnh viện với cô, hôm nay lại không đến công ty, nhất định có rất nhiều việc cần anh tự giải quyết.
Vì vậy cô mỉm cười với anh. Được, anh đừng lo lắng. Sự cảm thông của cô khiến anh đáp lại cô một nụ cười. Kiều Mạn bước vào danh lưu truy mộng, đi thang máy nhanh chóng lên tầng 9. Cửa thang máy vừa mở ra, một cảm giác nghệ thuật quốc tế đập vào mắt Kiều Mạn. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch màu đen, tường xung quanh chủ yếu là màu trắng. Những bức ảnh nghệ thuật để lộ những màu sắc lộng lẫy khác nhau, vô cùng sang trọng và đẹp mắt. Kiều Mạn chậm rãi bước trên hành lang, những kiểu váy cưới khác nhau mặc trên người mannequin. Đột nhiên, một bộ váy cưới tinh xảo và sang trọng lọt vào tầm mắt của Kiều Mạn. Khi Kiều Mạn vươn tay định lấy lại váy cưới, có người đã bước lên trước và lấy đi chiếc váy cưới mà cô nhìn trúng. Tiểu Lăng, chiếc váy cưới này cô mặc vào chắc chắn là sẽ rất đẹp. Thiết kế phần eo sẽ không để người khác nhìn ra cô đang mang thai. Trợ lý của Bạch Lăng, Từ Dĩ San, cầm chiếc váy cưới mà giật được từ Kiều Mạn, quay sang nói với Bạch Lăng. Ngược lại, sắc mặt Bạch Lăng không kiên nhẫn, trên tay bưng một cốc sữa nóng. Khi nhìn thấy Kiều Mạn thì trong mắt hiện lên một tia ngoan độc. Xem ra ông trời cũng đang giúp cô ta. Cô ta vốn lo lắng không tìm được Kiều Mạn, không ngờ lại gặp được cô ở đây. Cô ta lén bỏ những viên thuốc giấu trong túi vào miệng và nuốt xuống. Mạn Mạn, thật là trùng hợp, lại gặp được cô ở đây. Cô tới đây làm gì thế? Tôi đi đâu cần phải báo cáo với cô sao? Kiều Mạn tràn đầy chán ghét đối với Bạch Lăng. Cô không ngờ mình lại gặp phải người khiến cô mất hứng ở đây. Kiều Mạn bỏ lại câu nói này, không để ý đến người phụ nữ kia, định bước vào trong. Nhưng Bạch Lăng đột nhiên nắm lấy cánh tay cô, nói: Không phải cô cố ý đi theo tôi và cha cô đến đây chứ? Mạn Mạn, chuyện tôi gả cho bố cô là chuyện ván đã đóng thuyền, cho nên cô đừng có phí sức. Tôi và bố cô đã lấy giấy kết hôn, đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng sau. Tôi thực sự rất biết ơn cô. Nếu như năm đó cô không trốn nhà đi, có lẽ bố cô đã không nhanh chóng lấy giấy kết hôn với tôi sớm như vậy. Không có Kiều Vạn Lễ ở đây, Bạch Lăng không giấu giếm bộ mặt tội ác của mình. Mục đích của cô ta rất đơn giản, dùng cách này để xung đột thể xác với Kiều Mạn. Chỉ có như vậy kế hoạch của cô ta mới có thể thực hiện được. Đứa con của cô ta sẽ không chết một cách vô ích. Kiều Mạn lườm Bạch Lăng nhưng không nói gì. Thấy Kiều Mạn không nói lời nào, Bạch Lăng càng cười điên cuồng hơn, nói: Mạn Mạn, cô từ bạn tốt của tôi trở thành con kế của tôi, có cảm giác thế nào? Cô nhất định phải đến tham dự hôn lễ của tôi và cha của cô nha. Trong lời nói của Bạch Lăng là vô số sự châm chọc. Khi Bạch Lăng đang đắc ý, Từ Dĩ San ở bên cạnh cô khẽ chọc chọc Bạch Lăng. Khuôn mặt tự đắc của cô ta ngay lập tức trở nên đáng thương. Sau đó, Bạch Lăng đổ sữa lên người mình, nắm lấy tay Kiều Mạn, đột nhiên làm ra động tác đẩy. Trong nháy mắt, cô ta nặng nề ngã xuống đất. Từ Dĩ San đang đứng bên cạnh vội vàng tiến lên mắng Kiều Mạn: Cô có còn là con người không? Tiểu Lăng còn đang mang thai con của cha cô đấy. Kiều Mạn, cô quá độc ác. Quả nhiên, bóng dáng của Kiều Vạn Lễ nhanh chóng xuất hiện, đi thẳng tới trước mặt Bạch Lăng. Vạn Lễ! Bạch Lăng một tay che bụng, một tay nắm lấy cánh tay Kiều Vạn Lễ. Dáng vẻ bất lực và đáng thương này khiến Kiều Vạn Lễ nhìn thấy mà cảm thấy đau lòng vô cùng. Con nhóc chết tiệt này, còn biết Tiểu Lăng có thai rồi mà còn nỡ lòng để cô ấy hả? Kiều Vạn Lễ không phân tốt xấu mà trừng mắt nhìn con gái. Lúc này, trong mắt Kiều Vạn Lễ, Bạch Lăng là một người phụ nữ ngây thơ và đáng thương, trong khi Kiều Mạn mới là đứa con gái nổi loạn hung ác. Kiều Mạn đảo mắt nhìn mấy người, cười lạnh nhìn Kiều Vạn Lễ, ánh mắt như đao băng, không có bất kỳ cảm xúc nào. Kiều Vạn Lễ vốn đang muốn ăn tươi nuốt sống Kiều Mạn, nhìn thấy ánh mắt của con gái mình thì không hiểu sao có hơi chột dạ. Từ Dĩ San đứng ở bên cạnh thấy hai cha con không trở mặt thì không khỏi bóp méo sự thật, tiếp tục thêm mắm dặm muối. Cô ta đi theo Tiểu Lăng đến đây, chắc chắn là muốn phá hỏng đám cưới của hai người. Cô ta không muốn ông và Tiểu Lăng được hạnh phúc. Vừa rồi cô ta không chỉ giành váy cưới mà Tiểu Lăng nhìn chúng, mà còn bất ngờ đổ sữa lên người Tiểu Lăng, đẩy cô ấy, còn nói nghi ngờ Tiểu Lăng đang mang thai con hoang. Ông Kiều, ông nhất định phải đòi lại công bằng cho Tiểu Lăng. Chị Dị San, chị đừng nói Mạn Mạn như vậy, cô ấy không cố ý. Là tôi có lỗi với cô ấy chứ, cô ấy giận tôi cũng là chuyện bình thường. Bạch Lăng chịu đựng cơn đau từ bụng bầu truyền đến, cả hai một sướng một đáp, biến Kiều Mạn thành người phụ nữ độc ác trong phim truyền hình máu chó. Mà Kiều Vạn Lễ nghe xong thì trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Mạn Mạn, làm sao con có thể biến thành như vậy? Trùng hợp, cảnh tượng này bị Mục Bắc Thừa nói chuyện điện thoại xong đi tìm Kiều Mạn nhìn thấy hết. Khi anh định đến gần Kiều Mạn, không ngờ Kiều Mạn nãy giờ vẫn im lặng,
giơ tay tát Từ Dĩ San một cái. Mục Bác Thừa dừng lại, nhìn cô gái nhỏ. Một người đàn ông yêu vợ không nên cắt đứt hành vi ngược bạo của vợ mình. Thay vào đó phải nghĩ xem nên giúp đỡ vợ mình như thế nào. Đôi mắt đen của Mục Bác Thừa như cười mà trong không cười. Anh nháy mắt với nhân viên bán hàng. Nhân viên lập tức hiểu ý của Mục Bác Thừa, bước nhanh về phía Kiều Mạn. Từ Dĩ San, cô không biết nói tiếng người. Theo tôi thấy thì nên vá cái miệng này lại đi. Kiều Mạn cười lạnh nói. Sau đó cô hướng mắt về phía cha mình. Kiều Vạn Lễ, cho cốt của mẹ tôi còn chưa lạnh mà ông đã cấu kết với bạn thân tôi. Ông có quyền gì để mà nói tôi? Bạch Lăng có thể phản bội tình bạn của tôi với cô ta, thế thì một ngày nào đó cô ta cũng sẽ phản bội lại ông thôi. Kiều Mạn cười khẩy, hối hận vì mình mắt mù, kết bạn với một con sói mắt trắng. Từ Dĩ San bị Kiều Mạn tát trước mặt mọi người, tự nhiên sao không bỏ qua như vậy. Ông Kiều, nhìn đứa con gái ngoan của ông xem, lại dám chống đối ông trước mặt mọi người như thế này. Sắc mặt Kiều Vạn Lễ khó coi, để che giấu sự đối lý của mình, ông ta căm tức nhìn con gái. Kiều Mạn tiến lên đẩy Kiều Vạn Lễ ra, đột nhiên nắm lấy tóc Bạch Lăng, dùng cách này bắt người phụ nữ đối diện với cô. Bạch Lăng, cô có thể giở mấy trò mới hơn không? Ngoại trừ bịa đặt và bóp méo sự thật, cô còn có cái gì khác hay không? Với mấy trò siếc này của cô, tôi cảm thấy cô đang sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi đấy. Nhớ cho kỹ, Bạch Lăng, cô vĩnh viễn chỉ có thể sống ở dưới chân của Kiều Mạn tôi thôi. Bạch Lăng lộ ra vẻ mặt ấm ức, không ngừng lắc đầu, run giọng đáp. Không, tôi không có, Mạn Mạn, tôi không có giở trò với cô. Kiều Mạn kéo tóc Bạch Lăng, kéo cô ta sang một bên. Khuôn mặt thanh tú của Bạch Lăng trở nên tái nhợt, không ngừng hét lên, nhưng không ngăn được động tác của Kiều Mạn. Không phải cô rất thích hát nước bẩn lên người sao? Bạch Lăng, cô nhìn kỹ cho tôi, xem Kiều Mạn tôi hát như thế nào. Kiều Mạn nói xong, liền lấy ly sữa từ tay nhân viên bán hàng, hất thẳng lên mặt Bạch Lăng. Bạch Lăng thét chói tai, chẳng mấy chốc, Bạch Lăng trở nên hỗn độn. Chờ mọi người định thần lại, Kiều Mạn đã buông tóc Bạch Lăng ra, đẩy cô ta ra không thương tiếc. Bạch Lăng, sau này đừng dùng kỹ năng diễn xuất kém cỏi của cô làm tôi ghê tởm. Muốn dạy dỗ cô, tôi sẽ tự mình ra tay trước mặt mọi người. Kiều Mạn tôi làm việc không thích giấu giếm. Kiều Mạn, cô quá đáng rồi đó. Bạch Lăng bị Kiều Mạn đẩy ngã trên mặt đất, cuồng loạn kêu lên. Tôi quá đáng. Bạch Lăng, cô nghe kỹ cho tôi. Cái chết của mẹ tôi tốt nhất đừng liên quan gì đến cô. Nếu không thì tôi sẽ khiến cô chết thật khó coi. Ánh mắt căm hận của Kiều Mạn như muốn băm vằm cô ta thành vạn mảnh. Kiều Mạn vừa nói dứt lời, tâm trạng tức giận của Bạch Lăng vẫn không thay đổi. Còn lại đối xử với Tiểu Lăng như vậy. Kiều Vạn Lễ hoàn hồn, đi vài bước tới trước mặt Kiều Mạn, giơ tay định đánh con gái. Kiều Mạn trở tay không kịp, không thể tránh được cái tát của Kiều Vạn Lễ. Từ Dĩ San nhìn Kiều Vạn Lễ giơ tay đòi lại công bằng cho Bạch Lăng thì trong lòng khỏi nói vui biết nhường nào. Lúc này ông ta đột nhiên tay ông ta bị chặn lại. Mọi người theo bản năng nhìn lại thì thấy người xuất hiện chính là Mục Bác Thừa. Kiều Mạn không cảm nhận được đau đớn trên mặt, không khỏi mở mắt ra, chỉ thấy Mục Bác Thừa bắt lấy tay của Kiều Vạn Lễ. Ông Kiều, cô gái này ông không động vào được đâu. Mục Bác Thừa lạnh lùng nói, mặt không biểu cảm. Lúc này thư ký Từ đi đưa tài liệu cho chủ tịch, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, anh ta không khỏi đổ mồ hôi cho Kiều Vạn Lễ. Mấy người đối nghịch với chủ tịch chẳng có ai có kết cục tốt đẹp. Kiều Vạn Lễ muốn rút tay lại nhưng bị Mục Bác Thừa giữ chặt. Sức lực còn không ngừng tăng lên, khiến ông ta cảm thấy như cổ tay mình sắp bị bóp nát. Nó là con gái tôi, tôi có quyền đánh nó. Kiều Vạn Lễ cố gắng chịu đựng cơn đau ở cổ tay. Ông ta đã phái người điều tra mối quan hệ giữa Mạn Mạn và Mục Bắc Thừa, nhưng chẳng điều tra được gì. Điều này càng khiến ông ta càng tin rằng bọn họ có gì đó. Nếu cô ấy là con gái của ông, có phải cô ấy nên ở cùng với ông hay không? Giọng điệu của Mục Bắc Thừa không mặn không nhạt, lại khiến Kiều Vạn Lễ cứng họng. Ban đầu là nó tức giận bỏ nhà đi. Xếp Mục, tôi không muốn trở mặt với cậu, cho nên mong cậu đừng nhúng tay vào việc của nhà họ Kiều. Kiều Vạn Lễ cũng không vì thân phận của Mục Bác Thừa mà nhượng bộ. Xin lỗi, chuyện của Tiểu Mạn tôi quản chắc rồi. Đôi môi mỏng của Mục Bác Thừa hơi hé mở, giọng khàn khàn. Cậu dựa vào đâu mà quản? Kiều Vạn Lễ nghiến răng nghiến lợi hỏi. Mục Bác Thừa hơi híp mắt. Dựa vào đâu? Ông không xứng để biết. Sắc mặt Kiều Vạn Lễ xám xịt, sống đến từng tuổi này, đây là lần đầu tiên ông ta bị sỉ nhục trước mặt mọi người. Mà Bạch Lăng đã đau bụng không chịu nổi, khóc không thành tiếng.
Vạn Lễ, em đau bụng quá. Bấy giờ Kiều Vạn Lễ mới định thần lại, bộ Bắc Thừa đã buông tay ông ta ra. Ông ta vội vã đến bên cạnh Bạch Lăng. Anh lập tức đưa em đi bệnh viện, đừng sợ. Anh sẽ không để cho em và con có chuyện gì. Kiều Vạn Lễ vừa nói vừa cùng Từ Dĩ San đỡ Bạch Lăng đứng lên. Máu, chảy máu rồi. Từ Dĩ San đột nhiên kêu lên. Bạch Lăng nhìn xuống chân của mình, bộ váy trắng trên người đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Cô ta lập tức nhìn về phía Kiều Vạn Lễ với vẻ mặt kinh hoàng. Con của em. Đừng, tôi không thể mất con. Mạn Mạn, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao cô lại làm tổn thương con tôi? Kiều Mạn chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Lăng, nhìn cô ta như con hề nhảy nhót, trong lòng vô cùng khinh thường. Vừa rồi Từ Dĩ Sa nhìn thấy Bạch Lăng đã uống thuốc, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng đứa bé đột nhiên mất đi nhất định có liên quan đến viên thuốc vừa rồi. Cô ta phải giúp Bạch Lăng, vì vậy cuống quýt phụ họa. Diêm Mục, đừng để bị người phụ nữ độc ác này lừa gạt. Cô ta... Từ Dĩ San còn chưa nói xong, ánh mắt sắc bén của Mục Bắc Thừa đã quét về phía cô ta. Từ Dĩ San tức khắc cầm nín, dựa sát vào Bạch Lăng. Chủ tịch Mục, cậu đừng quá kiêu ngạo. Mặc dù Kiều Văn Lễ sợ Mục Bắc Thừa, nhưng vì sĩ diện nên ông ta vẫn lên tiếng. Sao? Ông Kiều có ý kiến gì? Giọng nói của người đàn ông khiến người ta lạnh cả sống lưng. Hai chân Kiều Văn Lễ vô thức nhũn ra, ý thức được hơi thở đầy nguy hiểm của người đàn ông này. Khi ông ta chuẩn bị tìm bậc thang xuống đài thì mười mấy người đàn ông mặc đồ đen đi tới. Thư ký Tử trực tiếp nói với các vệ sĩ, dọn rác đi, đừng để trướng mắt người ta nữa. Lời còn chưa dứt, sắc mặt của Từ Dĩ San, Bạch Lăng, Kiều Vạn Lễ đều thay đổi. Bạch Lăng chịu đựng cơn đau bụng nói, buông ra, Kiều Mạn, nếu như con tôi xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không buông tha cho cô. Bạch Lăng không cam lòng, nhưng cô ta sẽ không bỏ qua như thế, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau khi ba người bị đuổi đi, Mục Bắc Thừa đi tới bên cạnh Kiều Mạn. Em không sao chứ? Đôi con người thâm thúy của Mục Bắc Thừa nhìn chằm chằm Kiều Mạn. Anh đừng lo, em quen với mấy chuyện như thế này rồi, nhờ có anh giúp đỡ. Không sao là tốt rồi, đừng vì những người vặt vãnh mà ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Chút nữa chúng ta còn phải chụp ảnh cưới đấy. Khóe miệng Mục Bắc Thừa nhếch lên, nhìn thấy cô gái nhỏ chỉnh đốn đám người Bạch Lăng thật thú vị. Kiều Mạn gật đầu với Mục Bắc Thừa, nắm tay người đàn ông đi về phía trước. Trong câu lạc bộ tư nhân, danh lưu chi mộng có chia đẳng cấp. Vừa rồi, khu vực Kiều Mạn và Bạch Lăng ngắm váy cưới là khu vực bình dân của danh lưu chi mộng. Đương nhiên, ngay cả váy cưới ở khu bình dân cũng có giá hơn 1.000.000 tệ một bộ. Loại bình dân này không là gì đối với những người giàu có. Khu vực VIP Hoàng Kim có nhân viên chuyên nghiệp tiếp đón, mà để có thể trở thành hội viên của danh lưu chi mộng, điều kiện là phải chi hơn 100 triệu mỗi năm. Mặc của Mục Bắc Thừa chính là giấy thông hành. Trong mấy chốc, cô đi theo người đàn ông tới khu VIP Hoàng Kim. Từng bộ váy cưới lộng lẫy xinh đẹp hiện ra trước mắt Kiều Mạn. Mỗi chiếc váy cưới đều được ghi tên nhà thiết kế và giá cả. Kiều Mạn tùy tiện thích một món đều có giá trị hàng chục triệu. Kiều dáng tuyệt đối khiến người ta phải nhìn không rời mắt. Thiên giá. Kiều Mạn nhìn chằm chằm một bộ váy cưới, cho dù mặc trên người mang nơ canh vẫn mang đến cho người ta một cảm giác rung động. Mục Bắc Thừa nhìn thấy Kiều Mạn nhìn chằm chằm không chớp mắt, hơi nhướng mày. Thích áo cưới này sao? Kiều Mạn gật đầu. Em rất thích, thiết kế quá hoành tráng, mấy chục ngàn viên kim cương trắng, thật đẹp. Là một nhà thiết kế, khi nhìn thấy những bộ quần áo mình thích sẽ có cảm giác máu huyết sôi trào. Chị Mục thật có mắt nhìn, đây là bảo vật trấn tiệm, thiên giá. Tổng giám đốc nhìn Kiều Mạn cười nói. Đi thử đi. Hai mắt Mục Bắc Thừa ẩn chứa ý cười, nói với cô gái nhỏ. Mục Bắc Thừa đối với cô hết mức chiều chuộng, dung mạo xuất chúng, ngay cả nhân viên đứng bên cạnh cũng không khỏi nhìn anh thêm vài lần. Anh muốn em mặc thử á? Trên mặt Kiều Mạn lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô nằm mơ cũng chưa từng nghĩ mình có thể mặc vào thiên giá, bảo vật trấn tiệm của danh lưu chi mộng. Mọi thứ ở đây chỉ cần em thích, ông xã đều sẽ bán cho em. Tổng giám đốc đầy vẻ hâm mộ. Tổng giám đốc làm động tác mời với Kiều Mạn. Chị Mục, mời đi theo tôi trang điểm, chúng tôi đã sắp xếp bậc thầy thiết kế quốc tế hàng đầu rồi. Kiều Mạn gật đầu, liếc nhìn Mục Bắc Thừa rồi đi theo đối phương đến bảng trang điểm. Rất nhanh, Kiều Mạn bắt đầu được stylist trang điểm, còn Mục Bắc Thừa đi chọn lễ phục. Chị Mục, mời đi theo chúng tôi đến phòng thử quần áo, chúng tôi giúp chị mặc thiên giá.
Tổng giám đốc nháy mắt với hai nhân viên công tác, bảo vật chấn tiệm cần mấy người hỗ trợ. Cô đứng ra đi theo tổng giám đốc vào phòng thử đồ. Kiều Mạn không để ý đến vẻ mặt hung ác của nhân viên vệ sinh ở một bên. Thấy nhân viên vệ sinh không động đậy, nhân viên công tác cho rằng anh ta lười biếng nên trách móc. Không làm việc đi còn đứng ở đây làm gì? Nhìn cái gì? Dọn dẹp nhanh lên. Không muốn cuốn gói đi thì mau đi làm việc cho tôi. Nhân viên công tác tràn đầy chán ghét với người đàn ông xấu xí này. Nếu không phải ông chủ thương hại anh ta thì sẽ không nhận anh ta vào làm việc ở đây. Người đàn ông vội vàng thu hồi tầm mắt, cúi đầu vội vàng lau bàn trà, sau đó xoay người rời đi. Bên trong phòng thay đồ, dưới sự giúp đỡ của nhiều người, Kiều Mạn cuối cùng cũng mặc thiên giá lên người. Chiếc đuôi dài hơn 10 mét, mũ đội đầu đẹp như tiên giáng trần. Ánh mắt của tất cả nhân viên không hẹn mà đồng loạt đổ dồn về phía cô. Cô Mục đẹp quá, thiên giá giống như được thiết kế riêng cho cô vậy. Tổng giám đốc tươi cười nói. Cảm giác khí chất đến phát sáng, Kiều Mạn mặc lên tạo cảm giác rất tiên. Cảm ơn. Kiều Mạn cảm ơn lời khen của tổng giám đốc. Sau đó cô đứng trước gương nhìn mình trong gương, chợt cảm thấy không chân thực. Có lộ quá không? Kiều Mạn dùng tay che ngực, hai má ửng hồng. Thiết kế phần ngực của thiên giá là để tôn lên vẻ đẹp nữ tính của phụ nữ. Nhà tạo hình bước tới nói với Kiều Mạn. Kiều Mạn ngắm mình trong gương. Lúc này Mục Bắc Thừa cũng đi về phía cô. Người đàn ông mặc một bộ âu phục màu trắng, thân hình hoàn mỹ không thua gì người mẫu nam quốc tế. Bất cứ ai nhìn thấy Mục Bắc Thừa đều sẽ có cảm giác máu trong người nóng lên. Kiều Mạn vô thức mân mê váy cưới. Khi Mục Bắc Thừa đến gần cô, tim cô như đập nhanh hơn. Mục Bắc Thừa đi đến bên cạnh Kiều Mạn. Mặc dù cô gái nhỏ đi giày cao gót, nhưng Mục Bắc Thừa vẫn cao hơn cô rất nhiều. Hai người trong gương đứng cùng nhau trông rất xứng đôi. Nhà tạo hình và tổng giám đốc nhìn đến ngây người. Hai người bị vẻ ngoài xuất sắc của Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa làm cho há hốc mồm. Quá hoàn hảo. Tôi đã làm nghề này hơn 20 năm. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cặp đôi bổ mắt như thế này. Nhà tạo hình cũng đã chuẩn bị dọn dẹp. Dù sao với vẻ ngoài của Mục Bắc Thừa không cần phải chỉnh sửa gì cả. Trong lòng thư ký Từ không khỏi mừng cho tổng giám đốc nhà mình và cô Kiều. Cuối cùng thì núi băng cũng bắt đầu tan. Tiểu Mạn, em là cô dâu xinh đẹp nhất anh từng thấy. Khi Mục Bắc Thừa nói câu này, anh đã ôm lấy Kiều Mạn từ phía sau. Nhìn trong gương cả hai trông rất tình cảm. Anh cũng là chú rể đẹp trai nhất em từng thấy. Anh Mục, cô Mục, thợ chụp ảnh đợi hai người đã lâu, bây giờ có phải là nên chụp ảnh cưới rồi không nhỉ? Lúc này tổng giám đốc chợt lên tiếng. Mục Bắc Thừa gật đầu, nắm tay Kiều Mạn đi về phía địa điểm chụp ảnh. 5-6 nhân viên giúp Kiều Mạn cầm váy cưới dài hơn 10 mét. Danh Lưu Chi Mộng là câu lạc bộ không thể chụp ảnh cưới, họ phải bắt xe đến địa điểm chỉ định. Nhà tạo hình đã chờ sẵn trong xe. Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa bước ra khỏi câu lạc bộ tư nhân, ngồi lên chiếc son soi xì đời mới nhất. Cùng lúc đó, Kiều Vạn Lễ ôm Bạch Lăng mặt mày tái nhợt, Từ Dĩ San tăng tốc nhiều lần vượt cả đèn đỏ. Tiểu Lăng, em cố gắng lên, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Ông ta nhìn máu của Bạch Lăng càng ngày càng nhiều, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Giọng nói Bạch Lăng run rẩy, nắm lấy tay Kiều Vạn Lễ, nói: Vạn Lễ, nỗi như con không giữ được, anh sẽ không cần em nữa sao? Nói đến đây, nước mắt của ta tuôn rơi. Nói linh tinh gì vậy? Làm sao anh có thể không cần em được? Con trai của chúng ta chắc chắn sẽ không có việc gì. Từ Dĩ San, lại nhanh lên! Kiều Vạn Lễ vô cùng lo lắng, nổi giận nói: Sắp rồi, chúng ta sắp tới rồi. Từ Dĩ San không còn nhớ mình đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ nữa. 10 phút sau, Bạch Lăng được đưa đến bệnh viện. Kiều Vạn Lễ như phát điên ôm lấy Bạch Lăng đang nhắm chặt hai mắt, lao vào sảnh bệnh viện. Bác sĩ, mau cứu vợ tôi! Thấy tình trạng của Bạch Lăng, bác sĩ vội vàng nói với y tá bên cạnh, lập tức chuẩn bị phẫu thuật. Ngay sau đó, Bạch Lăng được đặt lên xe đẩy, đẩy về phía phòng phẫu thuật. Mà lúc này, Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa đã đến địa điểm chụp ảnh. Tòa lâu đài nguy nga lọt vào tầm mắt họ. Trên mặt hồ trong xanh có mấy chú thiên nga lông trắng lông đen đang bơi lội. Ông xã, nơi này giống như thế giới cổ tích vậy. Kiều Mạn giống như một đứa trẻ tràn đầy tò mò với khung cảnh xung quanh. Trên mặt Mục Bắc Thừa không có biểu tình, bất kể là phong cảnh gì đều không có sức hấp dẫn với anh. Giờ khắc này trong mắt và trong lòng của anh chỉ có cô gái nhỏ trước mắt. Thích không? Mục Bắc Thừa đứng ở bên cạnh cô dừng lại hỏi. Kiều Mạn quay sang nhìn người đàn ông nói: Một nơi đẹp như vậy có ai mà không thích chứ. Mục Bắc Thừa khẽ cong môi, ý cười chạm đến đáy mắt. Anh đang nghĩ
Mua một nơi như vậy chuyển ra khỏi nhà cũ nhỏ Mục với cô gái nhỏ thật ra là một việc không tệ. Nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới cũng như mấy chục nhân viên đều đã sẵn sàng. Concept đầu tiên là hoàng tử công chúa, vì vậy đã lựa chọn địa điểm chụp ảnh bên cây đàn piano màu đen trong nhà. Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn rất nhanh đã nhập tâm, bộ ảnh đầu tiên về cơ bản chỉ mất nửa giờ là xong. Nhà tạo hình. Concept thứ hai là quân phiệt và thiên kim. Nhiếp ảnh gia vừa điều chỉnh thiết bị chụp ảnh trong tay, vừa gọi nhà tạo hình đang đứng một bên. Nhà tạo hình nhanh chóng đáp lại, sau đó dẫn Kiều Mạn đi thay sườn xám. Mục Bắc Thừa thì đỡ phiền phức hơn, chỉ cần mặc quân phục là được. Chụp concept quân phiệt cũng thành công tốt đẹp. Sau đó lại chụp concept cổ trang và các concept khác. Đôi khi chụp xong thì đã hơn 5 giờ chiều. Kiều Mạn mệt mỏi cùng Mục Bắc Thừa trở lại bệnh viện. Hiện tại cô rất muốn đi ngủ. Chụp ảnh thực sự không phải việc người bình thường làm, quá mệt mỏi. Thấy cô gái nhỏ đã ngủ, Mục Bắc Thừa quay người đi mua hoa quả. Chân trước anh vừa đi, chân sau một y tá đã đẩy cửa phòng bệnh của Kiều Mạn. Nghe thấy tiếng mở cửa, Kiều Mạn theo bản năng mở mắt ra, chỉ thấy một cô y tá đẩy xe, đeo khẩu trang đến bên cạnh Kiều Mạn nói: "Uống thuốc thôi." Kiều Mạn nhìn cô y tá, hình như chưa từng gặp qua. Bệnh viện lớn như vậy tất nhiên là có rất nhiều bác sĩ và y tá, gặp được người chưa từng gặp qua cũng là chuyện bình thường. Cô không nghĩ ngợi nhiều. "Vâng." Y tá đưa cho cô hai viên thuốc, giúp cô lấy cốc nước. "Đây là vitamin giúp cô nâng cao khả năng miễn dịch." Thái độ dứt khoát rõ ràng, giọng nói không chút cảm xúc. Kiều Mạn nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay. Vì chuyện của dì Trương để lại bóng ma nên chưa uống ngay. Y tá không thèm để ý. Như khi y tá đang đẩy xe chuẩn bị rời đi, một giọng nói của người nhà bệnh nhân từ ngoài cửa truyền đến: "Đây là bệnh viện tốt nhất mà tôi từng thấy, còn phát vitamin nâng cao khả năng miễn dịch cho bệnh nhân nữa." "Ừ, nâng cao khả năng miễn dịch cho bệnh nhân để mọi người có thể về nhà sớm một chút." Sau khi nghe xong cuộc đối thoại này, lo lắng của Kiều Mạn lập tức tan biến. Sau đó cô nuốt viên thuốc xuống, uống thêm mấy ngụm nước. Y tá đóng cửa lại, nhìn thấy Kiều Mạn đang uống thuốc, trong mắt hiện lên vẻ đã thành công, lập tức đóng cửa phòng bệnh lại. Kiều Mạn không buồn ngủ một chút nào nữa, vừa xuống giường đã thấy Mục Bắc Thừa xách theo giỏ hoa quả trở về. Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông, hỏi: "Không phải anh nói ngày mai sẽ làm thủ tục xuất viện cho em sao? Sao anh lại mua nhiều trái cây như vậy làm gì?" Mục Bắc Thừa ôm lấy cô, tiện tay đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường, cưng chiều nói: "Không biết em thích ăn loại trái cây gì, cho nên anh mua một giỏ trái cây luôn." Kiều Mạn rúc vào lòng anh, đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc. Lúc này điện thoại chợt reo, cô nhận điện thoại, vậy mà lại là điện thoại của Lý Bảo Anh. Điều này làm Kiều Mạn rất bất ngờ, đã lâu cô không liên lạc với Lý Bảo Anh. Cô không nghĩ nhiều trực tiếp nghe điện thoại. "Gì à? Dì đột ngột gọi điện thoại tới là có chuyện gì sao?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Lý Bảo Anh: "Nghe nói cháu đi chụp ảnh cưới với Tổng Giám Đốc Mục, chúc mừng cháu." Lời này vừa nói ra, Kiều Mạn ở đầu bên kia điện thoại giật mình. Cô vô thức liếc nhìn Mục Bắc Thừa đang quay lưng về phía cô lấy hoa quả từ trong giỏ hoa quả. Kiều Mạn xoay người bước nhanh vào nhà vệ sinh, thấp giọng hỏi: "Ai nói cho dì biết chuyện cháu và Mục Bắc Thừa chụp ảnh cưới?" Mục Bắc Thừa đã nói cho cô biết công tác bảo mật của Danh Lưu Chi Mộng cần phải có hợp đồng, cho nên tuyệt đối không phải do nhân viên tiết lộ bí mật. Nhưng cô thực sự không thể nghĩ ra ai đã tiết lộ thông tin cho Lý Bảo Anh. Lý Bảo Anh cười nói: "Cháu không cần phải quan tâm đến chuyện này, dù sao cháu cũng đã đăng ký với Tổng Giám Đốc Mục rồi phải không?" Kiều Mạn biết chuyện này không giấu được nên trả lời: "Đúng vậy." "Nếu như ngay từ đầu dì nói với cháu, cháu chắc chắn sẽ muốn xem. Nhưng lúc đó cháu không có tiền, bây giờ thì không giống. Cháu đã là vợ của Mục Bắc Thừa rồi." Lý Bảo Anh ở đầu bên kia điện thoại càng nói càng kích động, như thể bà ta mới là người kết hôn với Mục Bắc Thừa. "Dì muốn bao nhiêu tiền mới đưa video cho cháu?" Kiều Mạn hỏi. Đầu bên kia điện thoại, Lý Bảo Anh còn chưa kịp trả lời, từ ngoài cửa vang lên tiếng của Mục Bắc Thừa: "Em muốn ăn hoa quả gì?" Kiều Mạn trả lời: "Anh đào với đào." Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông rời đi. "Dì, dì đang ở đâu?" Kiều Mạn thấp giọng hỏi. "Dì đang ở trung tâm mua sắm. Cháu muốn hẹn gặp sao?" Đôi mắt của Lý Bảo Anh sáng lên,
bà ta hiện đang rất thiếu tiền. Gửi cho cháu vị trí của dì, cháu sẽ đến ngay. Ngay khi cô định cúp máy, giọng nói lo lắng của Lý Bảo Anh từ đầu bên kia truyền đến. Mạn Mạn, đừng quên mang theo tiền. Mục tiêu của bà ta là tiền, nếu không bà ta đã không lấy video ra. Yên tâm đi, cháu sẽ mang theo tiền. Kiều Mạn nói xong lập tức cúp điện thoại. Cô nhanh chóng bước ra khỏi nhà vệ sinh, lấy áo khoác chuẩn bị đi. Vừa mở cửa phòng bệnh, đúng lúc đụng phải Mục Bắc Thừa đi rửa trái cây trở về. Anh nhìn cô gái nhỏ đang cầm áo khoác, không khỏi nghi ngờ nhìn cô. Em muốn đi ra ngoài. Kiều Mạn sững sờ, gật đầu không nói gì. Về sớm một chút, có gì cần thì gọi anh. Mục Bắc Thừa xoa đầu cô gái nhỏ. Kiều Mạn nghe vậy thì sửng sốt, không ngờ người đàn ông kia không những không hỏi cô đi làm gì mà còn dặn dò cô. Kiều Mạn cười với anh. Vâng, vậy em đi đây. Nói xong cô vội vã rời đi. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt lập tức tối lại. Sau đó anh lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Đi theo Kiều Mạn, xem cô ấy gặp ai. Không đợi đối phương trả lời, anh đã kết thúc cuộc gọi trước. Mà lúc này Kiều Mạn đã ra khỏi bệnh viện bắt một chiếc taxi. Thông qua định vị trên WeChat, cô nhanh chóng đi đến một trung tâm mua sắm lớn gần đó. Gì? Đưa video cho cháu. Kiều Mạn nhìn thấy Lý Bảo Anh thì vội vàng nói. Trên đường đến đây, đầu óc cô rối bời, nóng lòng muốn biết sự thật về cái chết của mẹ mình. Mạn Mạn, cháu đừng gấp. Chúng ta tìm một chỗ rồi ngồi xuống đã. Vừa uống vừa nói chuyện cặn kẽ. Lý Bảo Anh giống như không hề vội. Được, chúng ta đến quán cà phê bên kia. Kiều Mạn nói xong cùng Lý Bảo Anh đi qua phía bên kia. Trong mấy chốc, hai người đã ngồi đối diện với nhau. Tôi muốn một cốc flat white. Lý Bảo Anh gọi đồ. Cappuccino. Kiều Mạn thuận miệng. Nhưng người phục vụ đi rồi, Kiều Mạn lấy trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, đầy tới trước mặt Lý Bảo Anh. Gì? Trong thẻ này có 2 triệu. Dì đưa video cho cháu. Mạn Mạn, đó là giá trước đây. Bây giờ giá trị của cháu đã khác. 2 triệu không đủ để dì sống nốt nửa đời còn lại. Lúc nói lời này, Lý Bảo Anh đầy thẻ ngân hàng trở lại trước mặt Kiều Mạn. Dì muốn giở công phu sư tử ngoạm. Kiều Mạn không ngờ rằng Lý Bảo Anh lại trở nên tham lam hơn. Đừng nói như vậy, dì chỉ không muốn sống những ngày tháng thiếu tiền nữa mà thôi. Bà ta lộ ra vẻ mặt oan uổng. Dì muốn bao nhiêu? Kiều Mạn không muốn dây dưa nữa, dù sao hiện tại cô cũng không thiếu tiền. Bằng này, Lý Bảo Anh nói xong vươn một tay vẫy vẫy trước mặt Kiều Mạn. 5 triệu. Không phải. Lý Bảo Anh vừa nói xong lời này, ánh mắt Kiều Mạn chợt lóe. 50 triệu. Cô ngập ngừng hỏi. Đúng. Lý Bảo Anh hài lòng gật đầu. Kiều Mạn nghe vậy lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn Lý Bảo Anh. Gì à? Cháu nghĩ gì hẳn là biết lòng tham không đáy sẽ không có kết quả tốt. Cô sẽ không bị Lý Bảo Anh dắt mũi vì chuyện video. Hơn nữa cô cũng không có đến 50 triệu. Mạn Mạn, dì chỉ biết người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn mà thôi. Lý Bảo Anh nói đến đây đã đứng dậy đến bên cạnh Kiều Mạn, vỗ vai cô ngồi xuống. Bà ta đặt tay lên vai Kiều Mạn, nhẹ nhàng nói. Mạn Mạn, đừng trách dì. Cháu đã gả cho Tổng Giám Đốc Mục. Cả đời không thiếu nhất chính là tiền. Mà cả đời gì thiếu nhất cũng chính là tiền. Được, tôi sẽ cho dì 50 triệu. Nhưng dì phải thề rằng sẽ không nói với bất kỳ ai về hôn lễ của cháu và Mục Bắc Thừa. Kiều Mạn nhìn Lý Bảo Anh bên cạnh nói. Đó là đương nhiên. Nếu như bị nhỏ Mục phát hiện, cháu còn có thể sống được sao? Lý Bảo Anh ghé sát tai cô nói nhỏ. Sau khi thấy đối phương đồng ý, cô lấy điện thoại ra gọi cho Mục Bắc Thừa. Điện thoại kêu mấy tiếng đã kết nối ngay. Anh có thể cho em 50 triệu được không? Kiều Mạn hỏi. Lý do? Mục Bắc Thừa ở đầu bên kia điện thoại hỏi. Em cần dùng, có được không? Cô không nói rõ mục đích, cảm thấy cổ họng khô khốc khó chịu. Mục Bắc Thừa ở đầu bên kia điện thoại không hỏi thêm. Lập tức chuyển cho em. Người đàn ông nói xong thì cúp máy. Chỉ trong vài giây, thông báo của ngân hàng đã đến điện thoại của cô. Kiều Mạn cầm thẻ ngân hàng đã có 50 triệu, nói với Lý Bảo Anh bên cạnh. Có thể đưa được video cho cháu chưa? Khi nói câu này, cô cầm thẻ ngân hàng có hơn 50 triệu giơ lên trước mặt bà ta. Tất nhiên rồi Mạn Mạn, đừng trách gì. Dì cũng không còn cách nào.
Lý bảo anh lấy từ trong túi sách ra một cái USB, sau đó đưa nó cho Kiều Mạn, đồng thời lấy thẻ ngân hàng từ tay cô. Nguyên nhân cái chết của mẹ cháu, tất cả đều nằm trong cái USB này. Kiều Mạn nghe xong lập tức nhìn chiếc USB màu đen trong tay. Ai nói với gì chuyện cháu vào một bức thừa chụp ảnh cưới? Khi cô nói lời này, cô đã giật lại thẻ ngân hàng từ tay Lý Bảo Anh. Thẻ của gì? Mạn Mạn, sao cháu có thể như vậy? Chẳng phải là gì đã đưa đồ cho cháu rồi sao? Lý Bảo Anh hơi tức giận, quát Kiều Mạn. Lúc này, người phục vụ bưng lên hai ly cà phê. 12 vị dùng. Nói xong, người phục vụ liếc nhìn Lý Bảo Anh, xoay người rời đi. Dì đừng quên, trong thẻ này còn hơn 2 triệu tệ của cháu. Mua lời của dì cũng không lỗ đâu. Kiều Mạn canh cánh chuyện ai đã nói cho Lý Bảo Anh biết cô và Mộc Bắc Thừa đi chụp ảnh cưới. Dì có quen một người bạn trên mạng, là ông ấy nói với dì. Lý Bảo Anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói sự thật. Tuy rằng ông ta đã dặn bà ta không được nói cho Kiều Mạn biết, nhưng bây giờ đổi một câu nói của bà ta có thể lấy được hơn 2 triệu, bà ta tất nhiên sẽ không giấu giếm. Người đó là nhân viên của Danh Lưu Chi Mộng. Khi Kiều Mạn hỏi câu này, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ xem có người đàn ông nào chạc tuổi Lý Bảo Anh không. Nhưng xung quanh cô đều là các cô gái, có mấy người đàn ông nhưng tuổi tác không đến. Ông ấy chỉ là một người dọn dẹp. Khi Lý Bảo Anh nói câu này, bà ta đã giật lấy thẻ ngân hàng từ tay Kiều Mạn. Khi Kiều Mạn lấy lại tinh thần, Lý Bảo Anh đã cầm túi rời đi. Không biết vì sao, Kiều Mạn cảm thấy khó thở, ngực như bị thắt lại. Cô bất giác ngồi xuống ghế, tay cô run rẩy, lấy điện thoại ra, mồ hôi lăn dài trên trán. Cô nhanh chóng bấm số của Mục Bắc Thừa. A Thừa, mau đến trung tâm mua sắm Bách Hóa Thánh A. Đầu dây bên kia có tiếng trả lời, sau đó Kiều Mạn yếu ớt nằm trên bàn. Cảm giác khó chịu ngày càng mạnh hơn. Cũng không biết đã qua bao lâu, Mục Bắc Thừa lo lắng chạy tới. Khi cô thấy người đàn ông xuất hiện, anh đang thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Có thể tưởng tượng suốt đường đi anh đã lo lắng cỡ nào. A Thừa, em khó chịu quá, nóng quá. Mục Bắc Thừa bị bộ dạng này của cô gái nhỏ làm cho không kịp phản ứng lại. Anh đưa tay sờ trán cô, lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng bỏng kỳ lạ khiến anh nhíu mày. Anh lập tức bế cô gái nhỏ lên hỏi, vừa rồi em có ăn gì không? Vừa nói, anh vừa nhìn lướt qua bàn cà phê, thấy hai tách cà phê vẫn chưa được động đến. Hơn nữa, nhìn cốc flat white này có thể thấy người mà Kiều Mạn gặp hẳn là phụ nữ. Sau khi Kiều Mạn được người đàn ông bế lên, áp sát vào cơ thể mát lạnh của anh khiến cô cảm thấy thoải mái. Vì vậy, cô cứ dụi dụi vào người anh như một con mèo nhỏ. Động tác của cô khiến Mục Bắc Thừa đang ôm cô run lên, không đợi anh kịp phản ứng. Kiều Mạn đã ghé đôi môi mỏng, nóng bỏng lại gần anh. Em muốn, A Thừa, em khó chịu quá, mau giúp em. Hành vi của cô đã mất kiểm soát. Nhìn cô gái nhỏ, Mục Bắc Thừa cảm thấy cô như đang hành hạ anh. Nhưng anh biết tình hình hiện tại của cô có gì đó không ổn. Cúi đầu nhìn người trong lòng, chỉ thấy gò má đỏ bừng bất thường, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, hoàn toàn khác với thường ngày. Thông minh như anh ngay lập tức hiểu ra, anh nói với cô gái nhỏ, Mạn Mạn, em bị người ta tính kế hạ thuốc rồi. Kiều Mạn bây giờ sao còn có thể nói chuyện bình thường với anh được. Cô đột nhiên dùng hai tay không ngừng kéo quần áo trên người, giống như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé cơ thể cô, khiến cô đau đớn không ngừng. Thấy vậy, Mục Bắc Thừa vội vàng xoay người, ôm Kiều Mạn trong ngực rồi đi. 10 phút sau, Mục Bắc Thừa lái xe trở lại bệnh viện. Anh cẩn thận đặt Kiều Mạn đang khó chịu lên giường, đắp chăn cho cô, nhưng cô đã đá chăn ra. Cô tiếp tục nhào vào lòng anh, giống như xem anh là thuốc giải. Chỉ có anh mới có thể ngăn cho cô không bị trăm ngàn con sâu ăn thịt. Em không chịu nổi nữa, cứu em, khó chịu quá. Nhìn thấy cô khó chịu, Mục Bắc Thừa đau lòng muốn chết, thương tiếc ôm lấy cô gái nhỏ, hai tay không ngừng vỗ về an ủi cô. Bà xã ngoan, em nhịn một chút, anh sẽ gọi bác sĩ tối nhanh. Anh không thể vào lúc cô như thế này làm hại đến cô nữa. Thật ra mấy ngày nay anh cũng cảm thấy khó chịu, nhưng thân thể cô vừa mới hồi phục, không thể bị thương nữa. Nói xong, anh đưa tay kéo chuông báo. Đột nhiên, Kiều Mạn đẩy Mục Bắc Thừa đang mất cảnh giác lên giường, bắt đầu kéo lấy áo anh. Mau cho em. Lần đầu tiên trong đời bị một người phụ nữ đẩy ngã, lại còn là vợ của mình,
thực sự khiến một người đàn ông như Mục Bắc Thừa không thể chịu đựng được nữa. Đối với sự tốt đẹp của cô gái nhỏ, anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Quên đi, sự tình đã thành như vậy, cùng lắm anh nhẹ nhàng một chút. Mắt Mục Bắc Thừa lóe lên, trực tiếp kéo cô gái nhỏ xuống. Kiều Mạn còn chưa kịp kêu lên kinh ngạc, cô đã bị người đàn ông đè lên giường. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô chăm chú, khóe môi khẽ cong. Bà xã, nào, ngoan ngoãn nằm xuống. Ông xã xoa bóp cho em. Âm thanh khàn khàn vang lên trong phòng bệnh, nghe có vẻ càng thêm mập mờ nguy hiểm. Nếu là Kiều Mạn của ngày thường sẽ cố gắng chạy trốn, nhưng vào lúc này lại chủ động giúp người đàn ông cởi áo. Đại não mất kiểm soát, động tác toát ra sự gấp gáp hỗn loạn. Bụng Bắc Thừa nắm lấy tay Kiều Mạn, đưa lên môi hôn nhẹ một cái, ngước mắt nhìn cô hỏi. Bà xã, em không nhịn được nữa sao? Ừ. Kiều Mạn không trốn tránh, trực tiếp đáp. Mặc dù Mục Bắc Thừa biết cô không thoải mái, nhưng anh vẫn không nhịn được trêu chọc cô. Dù sao thì ở trong hoàn cảnh bình thường, cô cũng sẽ không nói những lời thành thật như vậy. Bà xã, nghe em nói một câu thật lòng thực sự quá khó khăn. Mục Bắc Thừa cảm thán nói. Nói xong, bàn tay to lớn của anh dừng trên mái tóc của cô. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Động tác vuốt tóc cô gái nhỏ của Mục Bắc Thừa dừng lại một chút. Ai lại chọn đến đúng thời điểm này? Mặc kệ người vừa đến là ai, giờ phút này trong mắt Mục Bắc Thừa đều là khách không mời mà tới. Lúc anh vẫn không có ý định đáp lại thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài phòng bệnh truyền đến. Mạn Mạn, em đã ngủ chưa? Chị đến thăm em. Người nói câu này không ai khác chính là Hàn Tú Viện. Không phải y tá vừa nói Mạn Mạn đang ở trong phòng này sao? Sau đó giọng nói của Mục Trấn Hồng cũng vang lên. Sắc mặt Mục Bắc Thừa trầm xuống, ánh mắt trở nên có chút ảm đạm. Hóa ra Kiều Mạn biến thành như thế này là vì có người âm mưu hãm hại cô, cho nên mới bày ra vở kịch lớn như vậy. Xem ra anh không có cách nào muốn cô rồi. Anh cố đè nén khát vọng, túm lấy bàn tay đang vùng vẫy điên cuồng của cô, ghé sát vào tai cô thấp giọng nói. Bà xã, ông cụ đến rồi. Nếu em còn như vậy thì sẽ rất mất mặt đó. Kiều Mạn đang trong lúc ý loạn tình mê, chợt nghe thấy mấy chữ ông cụ, đôi mắt khẽ chớp. Chút lý trí còn sót lại của cô không ngừng đấu tranh với tác dụng của thuốc. Cuối cùng tầm mắt của cô cũng dần dần khôi phục lại chút ánh sáng. Chết tiệt, đáng lẽ anh nên sớm nghĩ đến Hàn Tú Viện sẽ không dừng tay nhanh chóng như vậy, vậy mà còn để cô ta có cơ hội làm tổn thương người phụ nữ của anh. Anh vô cùng hối hận, anh thực sự không nên nhất thời mềm lòng đi nghe lời của cô gái nhỏ, không diệt trừ cô ta. Mục Bắc Thừa thấy cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, anh tiếp tục nói với cô. Bà xã nghe lời, không được lên tiếng, anh gọi điện thoại. Nói xong, anh lấy điện thoại di động ra. Kiều Mạn trực tiếp vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, không hề có ý dừng lại. Đừng đi. Cô vừa nói vừa dâng đôi môi mềm mại ngọt ngào lên trước mặt người đàn ông, hành động khiến cơ thể anh trở nên cứng đờ. Mục Bắc Thừa là người có năng lực tự chủ, nhưng đối với cô gái nhỏ này, từ trước đến nay anh đều không có sức chống cự. Nhìn thấy bộ dạng khó chịu đến hai mắt đẫm nước mắt mơ hồ của cô, thực sự khiến anh có một loại xúc động muốn nuốt sống cô. Cảm giác đau lòng vì cô đang dần tan biến. Anh đang sợ cái gì? Kiều Mạn đã là vợ của anh, cho dù bị bọn họ nhìn thấy thì bọn họ có thể làm gì? Tránh được mùng 1 không thể tránh khỏi 15. Nếu đã như vậy, vậy thì cứ để cô muốn làm gì thì làm. Mạn Mạn, bọn ông biết cháu đang ở bên trong, mau mở cửa ra. Bên ngoài phòng bệnh lại vang lên giọng nói thiếu kiên nhẫn của Mục Trấn Hồng, giọng điệu còn để lộ ra ý muốn phá cửa xông vào. Mục Bắc Thừa biết nhất định là Hàn Tú Viện đã nói gì đó với ông cụ. Bây giờ đã hơn 7 giờ tối, không thể không mở cửa. Nhưng chuyện mở cửa này cũng không phải là chuyện quan trọng đối với anh. Giúp vợ thoát khỏi biển khổ mới là chuyện quan trọng nhất vào lúc này. Anh dùng tư thế như gấu túi ôm lấy cô gái nhỏ đi về phía trước, cuối cùng khóa trái cửa lại. Chỉ vài bước chân mà thôi, nhưng đối với Kiều Mạn lúc này lại giống như ngàn núi vạn sông. Nụ hôn của Mục Bắc Thừa đã không còn đủ sức để thỏa mãn cô được nữa. Mục Bắc Thừa nhíu mày, thật không ngờ cô lại cắn người dứt khoát như vậy, đúng là mở miệng liền cắn. Anh ôm lấy cô ngồi xuống ghế sofa, giơ tay lên vuốt ve mái tóc của cô, hỏi. Anh đi khóa cửa. Em đã muốn cắn chết anh sao? Kiều Mạn không quan tâm đến người đàn ông, trực tiếp cắn mạnh lên ít hầu của anh một cái. Dấu răng hình lưỡi liềm lập tức hằn lên cổ người đàn ông. Mục Bắc Thừa có chút bất ngờ không kịp đề phòng, anh túm được vai của cô gái nhỏ, ngăn cản động tác còn đang muốn tiếp tục của cô.
cô lại thực sự cắn lên cổ anh, còn tìm vị trí rõ ràng như vậy, thật đúng là rất biết chọn chỗ. Bà xã, em đừng trách anh. Là em chọc anh trước. Lời còn chưa dứt, anh đã trực tiếp đè cô gái nhỏ xuống. Một giờ sau, trong phòng bệnh cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh. Bộ dạng của Kiều Mạn đã mệt đến không thể chống cự được, rõ ràng đã mệt sắp chết. Mục Bất Thừa nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say, đôi môi mỏng bất giác nhích lên, ghé sát vào cọ cọ lên chóp mũi của cô. Bà xã, sau này em còn dám nghịch ngợm nữa không? Kiều Mạn vô lực nhấc mí mắt lên, nhẹ giọng đáp lại. Mệt quá, em muốn ngủ. Mục Bất Thừa nhìn cô gái nhỏ trước mặt, trong mắt đều là sự yêu thương không che giấu được. Xem ra cô còn chưa biết chuyện Mục Trấn Hồng và Hàn Tú Viện đến đây. Anh đè nén suy nghĩ nảy lại, mỉm cười đặt lên trán cô một nụ hôn, dịu dàng nói, ngủ đi, mơ đẹp. Sau đó anh giúp cô gái nhỏ thay một bộ váy khô, lại đắp chăn cho cô, cầm điều khiển từ xa điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, sau đó mới bắt đầu sửa soạn lại bản thân, rồi xoay người ra ngoài mở cửa phòng bệnh. Trên hành lang bên ngoài phòng bệnh, Mục Trấn Hồng và Hàn Tú Viện quả nhiên vẫn rất kiên trì, cũng không rời đi. Nguyên nhân Mục Trấn Hồng vẫn không đi chính là vì ông ấy lại nhận được bức ảnh đang làm loạn của đứa con trai thứ hai. Nhưng sự khác biệt lần này chính là người phụ nữ bên ngoài của Mục Bất Thừa không phải là ai khác, mà lại chính là Kiều Mạn. Lúc nhìn thấy bức ảnh kia, ông ấy đã trực tiếp chửi thề. Nghĩ đi nghĩ lại, ông ấy vẫn gọi điện thoại cho Kiều Mạn, hy vọng sẽ nhận được câu trả lời từ cô. Nhưng kết quả gọi mấy lần đều không có người nghe máy. Ông ấy liền phái người điều tra thì mới biết được chuyện cô đang nằm viện, cho nên ông ấy liền vội vàng chạy đến đây. Cửa phòng bệnh vẫn luôn đóng chặt, trong lòng ông ấy bắt đầu trở nên bất an. Nếu đêm nay không gặp được Kiều Mạn, ông ấy nhất định sẽ không đi. Dù thế nào đi nữa, Kiều Mạn là cũng là cháu dâu của ông ấy, mà Mục Bắc Thừa lại là đứa con mà ông ấy đặt nhiều kỳ vọng nhất trong ba đứa con. Sao bọn họ lại có thể ở bên nhau? Tiếng mở cửa phòng bệnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Mục Trấn Hồng. Ánh mắt Mục Trấn Hồng đột nhiên lóe lên. Thẳng hai. Mục Trấn Hồng bật dậy khỏi ghế ngồi, không thể tin được nhìn chằm chằm con trai của mình. Thằng hai, sao con lại ở chỗ này? Giọng nói của ông ấy không tự chủ được mà cao vút, tức giận lườm Mục Bắc Thừa. Mục Bắc Thừa vừa đi ra ngoài, liền tiện tay đóng cửa phòng bệnh lại. Anh không muốn để Kiều Mạn trong phòng bệnh biết chuyện Mục Trấn Hồng và Hàn Tú Viện đến đây. Toàn bộ chuyện này anh sẽ xử lý. Nhưng mà giọng nói của Mục Trấn Hồng quá lớn, không muốn để Kiều Mạn nghe thấy cũng là chuyện khó. Cô đột nhiên mở to hai mắt, vẻ mặt mệt mỏi tràn ngập sự hoang mang. Tại sao cô lại nghe thấy giọng nói của Mục Trấn Hồng? Lúc Kiều Mạn vẫn còn đang nghi ngờ thì giọng nói của Mục Bắc Thừa truyền đến. Ở bệnh viện không được lớn tiếng ồn ào. Ông cụ như bố không biết sao? Giọng nói của người đàn ông khiến Kiều Mạn chắc chắn cô không hề nghe nhầm. Cô đột nhiên bật dậy, sắc mặt hơi thay đổi. Ông Mục thực sự đến đây sao? Nói không chừng lại là âm mưu của Hàn Tú Viện. Bằng không sao Mục Trấn Hồng có thể tìm đến bệnh viện? Nghĩ đến đây, Kiều Mạn liền xốc chăn đi xuống giường, chậm rãi đi đến trước cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng mở hé cửa ra. Bên ngoài phòng bệnh mở đèn sáng trưng, cô có thể nhìn thấy rõ ràng Mục Bắc Thừa, Mục Trấn Hồng, còn có Hàn Tú Viện. Quả nhiên tất cả đều là kiệt tác của Hàn Tú Viện. Lúc này cô nên làm cái gì bây giờ? Khoảnh khắc Mục Trấn Hồng nhìn thấy Kiều Mạn qua khe cửa, khuôn mặt của ông ấy liền trở nên tái nhợt. Kiều Mạn, cô lại ở bên cạnh thằng hai. Cô bước ra đây giải thích cho tôi. Đây là lần đầu tiên Mục Trấn Hồng gọi cả họ và tên của Kiều Mạn. Bị gọi thẳng họ tên như vậy khiến người khác có chút khó chịu, đặc biệt là đối với Kiều Mạn, cô càng khó chấp nhận. Kiều Mạn đẩy cửa bước ra ngoài, tuy rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Chuyện này cháu không có gì để giải thích. Đúng như những gì bác nhìn thấy. Kiều Mạn biết Hàn Tú Viện là đang muốn cô xấu mặt trước mặt mọi người. Mục Bắc Thừa nhìn ông cụ Mục, biết rõ giờ phút này ông ấy đang rất tức giận. Một lúc sau, anh kéo Kiều Mạn vào lòng rồi nói. Bọn con đã kết hôn rồi. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến Kiều Mạn sừng sốt. Cô kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông. Anh lại nói ra sự thật vào lúc này. Anh có biết hậu quả là cái gì không? Anh điên rồi. Mục Bắc Thừa phớt lờ ánh mắt của cô gái nhỏ. Anh nhìn thẳng vào Mục Trấn Hồng, lặp lại. Tiểu Mạn đã là vợ của Mục Bắc Thừa con. Hàn Tú Viện vốn đang muốn chờ xem kịch vui, lập tức tái nhợt cả mặt. Cô ta muốn hủy hoại Kiều Mạn, ngàn vạn lần không ngờ mọi chuyện lại biến thành ra thế này, thậm chí còn lộ ra chuyện hai người họ đã đăng ký kết hôn. Mục Trấn Hồng choáng váng, cơn chóng mặt lập tức ập đến, lồng ngực khó chịu. Cẩn thận! Thấy cơ thể Mục Trấn Hồng run lên,
Kiều Mạn vội vàng tiến lên đỡ lấy đối phương. Cút ngay! Mộc Chấn Hồng tức giận nói, cuối cùng chống tay lên tường. Một lúc sau, ông ấy nghiêm túc nhìn Kiều Mạn, giọng nói không che giấu được sự run rẩy. Mạn Mạn, cô nói cho tôi biết, những gì thằng hai nói có phải là sự thật hay không? Ông ấy không thể tin được. Điều quan trọng nhất chính là ông ấy không thể chấp nhận được sự thật hai người đã đăng ký kết hôn. Cô cắn môi, không dám giấu giếm nữa nói. Bọn con... Sự thật đã bày ra trước mắt rồi. Bố không cần phải tự lừa mình dối người nữa. Bố ở ngoài gõ cửa đợi cả tiếng đồng hồ. Chẳng lẽ không đoán được là bọn con đang làm cái gì sao? Mục Bắc Thừa cắt ngang lời Kiều Mạn định nói, thẳng thắn nói ra. Mục Chấn Hồng nghe xong lời này, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, trong lòng vô cùng tức giận, hung hăng mắng lớn. Các người vậy mà không thèm nói một tiếng nào đã tự quyết định đăng ký kết hôn. Thật quá đáng. Mục Bắc Thừa, mày định vì một người phụ nữ mà đánh mất tất cả sao? Âm thanh giống giận của ông ấy vang vọng cả dãy hành lang dài của bệnh viện. Nói xong những lời cay nghiệt này, ông ấy liền giơ tay lên đánh Mục Bắc Thừa. Người đàn ông kia thậm chí còn không thèm trốn tránh. Bắc Thừa! Hàn Tú Viện vội vàng kêu lên. Kiều Mạn đứng ở bên cạnh nhìn thấy Mục Chấn Hồng ra tay đánh Mục Bắc Thừa. Sắc mặt Mục Bắc Thừa không hề thay đổi. Nếu bố muốn lấy lại vị trí tổng giám đốc của Mục Thị, vậy thì tùy bố. Hôn lễ của con và Tiểu Mạn sẽ được tổ chức ngay sau khi cô ấy giành được giải nhất của cuộc thi thiết kế thời trang Kim Mộng. Mày dám uy hiếp bố! Mục Chấn Hồng đã tức đến đau tim, biểu cảm trên mặt cũng vì tức giận mà trở nên vặn vẹo nghiêm trọng. Kiều Mạn thấy sắc mặt Mục Chấn Hồng thực sự rất tệ, cô liền quay lại nhìn Mục Bắc Thừa ở bên cạnh nói, Bắc Thừa, anh nói ít vài câu đi, em thấy bố không được khỏe, bằng không anh đưa bố đi kiểm tra. Không đợi cô nói xong, Mục Chấn Hồng đã ngắt lời Kiều Mạn, lạnh lùng nói, đừng gọi tôi là bố, tôi không nhận nổi. Một tương lai tốt đẹp như vậy, con trai của ông ấy tại sao lại tự hủy hoại đi tương lai của chính mình? Mục Bắc Thừa nhìn vẻ mặt đầy tủi thân của Kiều Mạn, cho dù bố có thừa nhận hay không, Kiều Mạn cũng đã là con dâu của bố. Trước khi quyết định ở bên cạnh cô gái nhỏ, anh đã sớm nghĩ đến hậu quả mà bản thân sẽ phải gánh chịu. Sau đó, Mục Bắc Thừa liền nắm lấy tay của Kiều Mạn, quay trở lại phòng bệnh. Điên rồi! Bố thấy mày thực sự điên rồi! Mục Chấn Hồng giận dữ hét lên. Mục Bắc Thừa dừng lại, hơi quay đầu nhìn về phía Mục Chấn Hồng đang ho không ngừng. Từ trước đến nay, bố mới chính là kẻ điên. Con đã rất nhiều lần tỏ rõ thái độ của mình, con muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng bố vẫn nhất quyết không thay đổi. Con một mực ép con phải lấy con đàn bà thủ đoạn tàn nhẫn này chỉ vì cái gọi là thanh danh của bố. Bố lấy hôn nhân của con ra để làm trò đùa, bố còn cho rằng người điên là con sao? Những câu này trực tiếp đâm vào trái tim Mục Chấn Hồng, cơn ho khan của ông ấy càng thêm trầm trọng. Nhìn đứa con trai của mình từ trên cao nhìn xuống ông ấy, thực sự khiến ông ấy tức hộc máu. Mục Chấn Hồng bước đến giữ chặt cánh tay của anh, hỏi, mày nói rõ ràng cho bố, tại sao Tú Viện lại là kẻ thủ đoạn tàn nhẫn? Hàn Tú Viện nghe xong câu này, dự cảm xấu lập tức xẹt qua trong lòng. Hai tay cô ta siết chặt theo bản năng, sợ hãi nhìn về phía Mục Bắc Thừa, cố gắng bày ra nụ cười miễn cưỡng. Bác Thừa, sao anh lại có thể nói em như vậy? Chẳng lẽ tôi nói cái gì sai sao? Trong lòng cô không phải đã rất rõ ràng rồi hay sao? Mục Bắc Thừa cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo sự khinh miệt đối với người phụ nữ này. Anh không muốn giữ thể diện cho người phụ nữ này, trực tiếp xé bỏ lớp ngụy trang của cô ta. Cô biết rõ tôi thích Tiểu Mạn, ngoài mặt cô nói chúc phúc chúng tôi, nhưng sau lưng lại 5 lần 7 lượt hãm hại Tiểu Mạn. Em không có, anh đừng đổ oan cho em. Ngoại trừ việc thề thốt phủ nhận ra, Hàn Tú Viện đã không còn thể làm gì được khác. Mục Bắc Thừa liếc cô ta một cái, nắm lấy tay Kiều Mạn đi đến trước mặt Hàn Tú Viện, lạnh lùng nói, cô giả vờ tốt bụng, bày mưu tiếp cận Tiểu Mạn, giành được lòng tin của cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy áy náy mà rời xa tôi. Cô bày mưu tính kế chụp ảnh và quay video của tôi và Tiểu Mạn rồi gửi cho ông cụ. Cô cho rằng cô những việc cô làm là rất hoàn hảo, không chỉ có thể giấu giếm được mọi người mà còn giấu được cả tôi sao? Cái gì? Hàn Tú Viện bày mưu hãm hại Kiều Mạn, làm sao có thể như vậy được? Mục Chấn Hồng hoang mang nhìn cuộc đối chất của bọn họ, sắc mặt Hàn Tú Viện càng trở nên tái nhợt. Mục Bắc Thừa đã biết mọi chuyện,
Cô ta nắm lấy cánh tay của Bắc Thừa, nước mắt giàn giụa nói: "Không phải em, Bắc Thừa. Em cầu xin anh đừng đối xử với em như vậy. Em chưa từng hãm hại Mạn Mạn. Anh không thể vu khống cho em." Mục Bắc Thừa khinh bỉ cười lạnh, ghé sát vào người phụ nữ này, tiếp tục nói: "Cô có muốn tôi đưa bằng chứng cô hãm hại Tiểu Mạn ra đây không?" Lời nói của anh giống như sét đánh giữa trời quang. Hàn Tú Viện sừng sốt ngẩn người nhưng vẫn cố gắng lắc đầu: "Em không có. Anh không thể dùng em để làm vật hy sinh cho hạnh phúc của hai người." Những lời này rõ ràng đang muốn ám chỉ cái gọi là bằng chứng của Mục Bắc Thừa là giả tạo để vu khống cho cô ta. Mục Bắc Thừa không cho người phụ nữ này có cơ hội để tiếp tục gây ra sóng gió nữa. "Ảnh chụp cô gửi qua bưu điện chồng cũ đơn giản là muốn gây áp lực cho tôi, muốn khiến tôi lựa chọn giữa Tiểu Mạn và danh lợi. Mặt khác, cô cũng đang đợi Tiểu Mạn biết khó mà rút lui. Nhưng mà đáng tiếc, kế hoạch này của cô không thành công." "Kế hoạch này thất bại, cô lại bày ra một kế hoạch khác. Cô lẻn vào phòng của Tiểu Mạn, dùng điện thoại của cô ấy gửi tin nhắn cho tôi, muốn dùng cách này để khiến tôi đến gặp cô ấy. Sau đó cô lại xúi giục dì Trương dẫn theo anh cả và chị dâu đến bắt tôi và Tiểu Mạn tại trận. Kế hoạch này lại thất bại, nhưng mà cô vẫn không chịu từ bỏ. Ngược lại càng thêm tàn nhẫn, cô bỏ thuốc Tiểu Mạn, muốn cô ấy cùng con trăn rừng chị dâu nuôi xảy ra quan hệ. Hàn Tú Viện, cô đúng là bị điên rồi. Lúc này còn làm ra chuyện vừa rồi, muốn để ông cụ biết tôi quan tâm Tiểu Mạn nhiều như thế nào. Cô thành công rồi. Tôi có thể vì Tiểu Mạn mà hy sinh tất cả mọi thứ." Từng câu từng chữ sắc bén như dao, không chỉ cắt lên mặt Hàn Tú Viện mà còn đâm vào trái tim của cô ta.